còn nhớ nụ cười con cá mát cười chưa chan lòng người. Đâu rồi ngày xưa ai đón ai đưa nắng đổ chiều con đến với chương trình Tự Tài Suy Nhí. Con kể cho một câu chuyện chân băng giống khảo phạo quý vị khán giả. Câu chuyện được mang tên Tấm Cám. Đến đây là hết.
Việt Nam theo bánh con tàu quay qua đèo Hải vẫn mây bay đi. Nhớ khi xưa qua đèo qua suối mà lòng ta mơ tàu qua núi cơm đi, chút xíu nữa con hát lại bài này cho con hai khóc tiếp. Thằng nhóc thì thiệt tình à, rồi muốn ăn cơm á thì ăn cơm nghe không, ăn cơm đi ha. Mời con hai ăn cơm. Rồi giỏi. Ăn thử rồi này coi nấu canh vừa miệng không nghe. Thử ơi, mặn quá con hai ơi. Cái gì mặn, tin im gỗ ràng mà sao mặn là sao. Mặn thiệt. Xin lỗi, chắc nãy á hai lộn như hũ đường hũ muối. Thôi để hai ra làm sao, hai nấu lại cái nồi khác cho con ăn nha. Đáng phụ cô hai cho. Thôi khỏi khỏi, có gì đâu phụ, trời đất ơi chị nhẹ sợ. Thôi đáng phụ cô hai cho. Không có lo á, để hai đi mà không sao hết trơn trời á. Ở nhà nè Phước ơi. Thôi
Mệt quá anh hai. Lâu quá không về. Cha, nhà mình vẫn nghèo như hồi nào ha. Mẹ ơi, đứa con về mẹ ơi. Mẹ đâu vậy? Ủa, anh hai, anh ba mới về hả? Về nè. Mới về. Thằng đầu đinh nào vậy? Ai biết. Em là thằng Tư nè. Thằng Tư? Tao thứ hai. Thứ ba. Mày thứ ba. Má mình 70 tuổi rồi. Ở nhà mẹ cứ nhắc hai anh hoài à. Tao nhắc cho nó nghe nè. Sao lúc này sức khỏe của mẹ, mẹ khỏe không Tư? Mẹ khỏe lắm anh ơi. Thứ hai, thứ tư, thứ sáu mẹ tập. Ly cà phê như muốn đổ, nơi cùng em cầu gì. Ly cà phê như muốn hát, theo làn khói vẽ mùa xuân long lanh, hương bay theo làn tóc vẽ tình yêu mong manh. Thiệu cho mọi người biết con là ai, con mấy tuổi, đến từ đâu? Xin chào tất cả mọi người, con tên là Minh Hằng, năm nay con 7 tuổi. Wow. Wow. Dễ thương quá. Con đến từ đâu?
con không biết. Ủa, ủa con sống ở đâu? Thành phố Hồ Chí Minh hay là Hà Nội hay là Cần Thơ hay là đâu? Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi con thấy chưa? Ba cặp huấn luyện viên phía dưới đứng lên hết cho con luôn. Là con nghĩ là mình hát quá tuyệt vời. Giờ con muốn là cặp nào chia sẻ trước nè? Cặp màu vàng hay màu đỏ hay màu hồng? Dạ màu vàng. Màu vàng. Xin mời Hồ Vị Trương. Tất nhiên phải nghe mình chia sẻ trước rồi. Tại vì ai bấm chọn Minh Hằng trước vậy ta? À. Minh Hằng ơi. Dạ. Mẹ tên là Trần Thị Diệu Nhi. Con có phải tên là Trần Thị Minh Hằng không? Rồi. Dạ không ạ. Dạ không. Hay, rất là một sự đồng điệu mọi người ơi, rất đồng điệu. Chứ họ tên đầy đủ của Minh Hằng là gì vậy ta? Hồ Minh Hằng phải không con? Dạ Ngô Minh Hằng. Con mà nó hỏi gì cũng không biết. Con người ta đẻ đâu mà ra là mà làm cha mẹ ngang ngược vậy con? Bỏ gia đình thì qua một bên nha con. Đúng rồi. Thật ra thì chỉ muốn là kiểu con nuôi thôi, kiểu vậy thôi. Con nuôi mà xin phép người ta chưa mà ngang ngược vậy. Minh Hằng có muốn làm con nuôi của cô Diệu Nhi không? Dạ muốn. Trời ơi. Con ơi, con mà trả lời không á, con không biết Diệu Nhi lúc đó ở đâu luôn á. Chắc là đào luôn cái hầm phía dưới luôn á. Con nghĩ là lúc mà cái màn á hả, vừa kéo cái cửa ra, con bước ra mà con có chút xíu à. Lúc mà cô Diệu Nhi nghe cái giọng con á, ồ cô bé này là cũng phải lớn rồi đây nè, mới có cái giọng khỏe, một cái giọng hay như vậy. Những cái lúc mà con gì kiểu á. Hồi nãy là bé nó có cái dằn gằn giọng á. Cái gì mà như xe máy nổ vậy trời? Ủa là xe máy hả? Em đã bảo rồi, chuyên môn để nhường cho anh Trung. Con biết đó, để cho ba Trung nói nha. Chứ hồi nữa cô Nhi nói bậy tùm bạ hết trơn hả? Anh Trung nói gì chuyên môn đi. Khi mà con vừa có tiếng hát lên á, chú Trung không nghĩ là con chỉ 7 tuổi đâu. Chú Trung nghĩ là con sẽ lớn hơn như vậy nhiều. Nhưng mà chú Trung quyết định chọn con là cái tiếng hát của con đầu tiên vừa phát ra ập vào tai chú Trung á, chú Trung nổi da gà liền. Trời ơi, rồi và chú Trung quyết định là phải bấm con liền ngay lập tức luôn đó. Mà sau khi mà cái màn mở ra thì trời ơi, con không những hát hay mà con được cái thần thái khủng khiếp lắm. Nên bây giờ chú Trung rất là thích con, không biết nói gì nữa, chỉ muốn là con về đội của cô chú thôi. Ly cà phê bán nè. Thôi gì bớt gì à, em anh Di nói gì hay cho con chọn mình anh. Vì là tự nhiên cái đứng lên cái rồ ra hết vậy trời. Sợ quá à. Trong một đường đua con muốn là người chiến thắng thì chắc chắn phải có người đi cùng. Và cô với chú Thanh Duy sẽ là người đi cùng con. Trời ơi. Với chú Thanh Duy á, chú sẽ có những cái kho bài hát hợp với chất giọng của con. Và khi mà nghe giọng của con và khi thấy con bước ra sân khấu, cả cô Khả Như với chú Thanh Duy á là đã nghĩ trong đầu ngay. Chú Duy có một cái kho mà kho tàng bài hát cho con, còn cô Diệu Nhi có một cái mạng wifi đó con. Lên wifi là có nhiều bài hát lắm. Nó mà... cứ lấy đó nó chặt anh đó. Không phải đâu con, nhưng vấn đề là cái mạng nó nhiều lắm. Vấn đề cô Diệu Nhi có biết gõ từ khóa để ra cái bài hát đó hay không thôi. Từ khóa đó. Dễ mà sệt gì nè, bài hát này nào bé Minh Hằng hát hay và trong tuyệt đỉnh song ca nhí khiến cho mọi người vỡ òa nó đã. Trời ơi. Sao chứ dài dữ vậy? Con có biết không, từ khóa đó là không có thật đó. Nên do đó con hãy chọn những cái điều tuyệt vời nhất. Có cô Khả Như với chú Thanh Duy thì không việc gì phải sợ. Con có sợ không? Bắt đầu sợ nhẹ. Thấy con bé nó đơ nhẹ đó. Con ơi, con đừng có sợ cô nghe. Tại vì cô thích con lắm á. Nha, con có sợ cô không con? Dạ không. Đó, hên quá, không sợ. Tại biết sao không, bị dễ thương lắm mọi người. Trời ơi, sợ quá. Một cái khoảng lặng nhẹ nè. Mời cô Diệu Nhi. Mấy cô mấy chú ở đây ai cũng thương con, ai cũng vẫn thích vậy. Con hết trơn á. Nhưng mà cô chỉ muốn nói với con một điều này thôi. Nếu như mà con có nhã ý muốn về đội của cô đó, thì cái tinh thần của đội cô muốn nói cho con biết là trên một đường đua đó, chiến thắng hay không không quan trọng. Quan trọng là trên con đường đó con để lại dấu ấn gì cho trong lòng khán giả. Con cảm ơn cô. Đi trên một đoạn đường mà quan trọng con để lại dấu ấn gì đúng không con? Cô chỉ sợ là con không có dấu ấn gì với đội này luôn đó. Vậy hả? Cả đội của chú Thanh Duy và đội của chú Hồ Việt Trung đều là những ca sĩ đi hát nhiều năm. Đó. Và kinh nghiệm sân khấu của chú với chú Trung á là coi như là ngang ngang nhau đó. Cho nên á là con giờ là tùy ở con thấy đội nào mà vui thì con về với đội đó. Đúng rồi, nha. Con thích đội nào đội con chú vui quá nè, con về đi.
Anh ơi, như như cái sở thú vậy đó. Thôi bớt bớt. Đội nào thì con cứ đi. Anh Nhi, anh Nhi, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Ok. Sợ vậy đó hả? Sợ tôi nghe con. Bé con, sợ. Đừng có sợ con. Đừng có sợ con. Thôi bây giờ nè, về cái khả năng âm nhạc là anh Duy với anh Trung là khỏi bàn đúng không? Bây giờ là phải so sánh về cái khả năng âm nhạc của cô Diệu Nhi và cô Khải Như. Để làm sao để cho nó là ngang tài ngang sức và có sự đồng đều. Bỏ qua đi, bỏ qua đi. Hỏi đừng đừng có so sánh. Để tôi hàng sớm tôi chủ trì công đạo tiếp cho. Nói giúp giùm chị sao cho chị khỏi hát. Đây đây. Hồi nãy á là mẹ Diệu Nhi có nói với con là về đây mình đi tới đâu mình để lại dấu ấn tới đó. Thì tự nhiên cái chú Lập mới nhớ rằng là cô Diệu Nhi đi tới đâu là lông rải tới đó luôn. Đó là một dấu ấn rất là ấn tượng luôn á con. Khi mà chú nghe được cái giọng hát của con á, cái giọng hát của con nó trong trẻo vô cùng. Con thử coi hai đội bên đây đội nào phiêu được như đúng con hoặc hơn con thì con về. Chính xác. Xin xin mời nói về phiêu đúng không? Này không ai phiêu bằng nghệ sĩ hài hết. Xin mời Diệu Nhi ạ. Đấy. Lên lên. Mình lên sân khấu luôn mình mới có cái thần đúng của sân rồi, khấu. Đúng rồi. Nhi ơi sao em quéo vậy Nhi? Em đi cái mạnh mẽ tự tin. Ủa sao chị cũng vậy vậy? Ứng ngực lên ơi, đi mạnh mẽ lên. Trời đất ơi. Nào con gái, con đứng ở phía giữa nè. Nhi ơi, bớt phục vụ. Bây giờ là mình phục vụ bằng một câu phiêu nè. Cái câu phiêu nãy con phiêu sao? Con lên cái một nó lên nóc nhà cho chú. Lên. Yeah. Đủ rồi. Đó, bây giờ là con gái cho chú mượn micro mời chị Như. Chết rồi. Sao chị Như chị gì giống như là ai xịt chừng 1000 chai keo lên mặt chị vậy? Cố lên, cố lên. Cô chỉ nói như thế này. Thôi bây giờ tùy tâm, con muốn về á, con về. Thôi đi cô ơi. Bây giờ phải cô, phải thử thách. Cô phiêu cái câu đó cô không biết, giờ cô hát bài cô phiêu được không? Được. Vỗ tay cho chị Khải Như. Bạn tôi sáng. Sáng làm gì ạ? Nhìn anh lên giảng đường. Bạn tôi sáng nhìn anh lên giảng đường. Bạn tôi sáng đạp xe 20 cây số. Thằng đi giải thơm. Đưa làm tiếp thì thế là ờ hát cái chữ đó phiêu làm sao cho nó đừng có nhạy cảm ta thì đừng xuống, anh chạy xuống là mệt á. Cô tới đó, tới đó thôi, tới nghĩ đó thôi chị ạ. Đủ lòng rồi, tụt quyết quá. Ừ ok chị truyền cái micro qua cho chị Nhi đó. Nhi nè, một người rất là để lại ấn tượng tốt cho tất cả mọi người, đi đến đâu ấn tượng tới đó. Xin mời Diệu Nhi. Minh Hằng, cho dù có chuyện gì xảy ra con hãy quên cái hình ảnh chuẩn bị bây giờ nha. Hay quá, lót đường trước hết rồi. Minh Hằng, con nghe không? Cô sẽ hát cho con một câu Chị đi tìm em. Chờ, nữa hả? Em ơi có nghe không tiếng chị? Con thấy không? Cái giọng cô rất là vang mà không cần micro luôn. Không cần micro nó vẫn vang như vậy. Ghê liền, ghê liền. Thật sự. Hay quá. Tại vì cô đem mic. Hay quá con. Đâu ơi. Có gạt được con nít đâu bây con giờ. Thông minh vậy lắm. Cái điều này mới thể hiện thấy rằng là con là một người có cặp mắt tinh tường. Thôi nhưng mà bây giờ con chỉ cho cô hát một câu nhẹ thôi. Nhẹ thôi, trời ơi. Nó bỏng con ơi, bây giờ đừng nhưng hát. Nhưng mà không có thử thách nữa. Nhưng mà không, thử thách là hát gần nữa, hát nhẹ thôi. Cái nãy là cô hát nhẹ rồi đó. Nhẹ hết mức rồi con ơi. Chưa, bé chưa chịu. Con ơi, bây giờ là con thi á, chứ không phải là cô hai cô thi. Nên mình bớt thử nhau được không con? Vậy thôi tràn về đi chứ đừng nữa về, là thử đây, nữa. Lập ơi, cảm ơn em đã giúp anh làm cho hai cái nhân vật phụ nữ đó lên đây hát cho tất cả quý vị không nghe. Là bởi vì tuy là đội nhà em á không có gạt cần, nhưng mà bản thân em vẫn muốn thử sức là coi mình gằn giọng được tới đâu, hoặc là mình luyến lấy như thế nào sau những cái từ ngữ trong một cái âm nhạc đó anh. Ừ đó. Nói làm luôn em. Bây giờ là hát bài Chị đi tìm em hay là Bạn tôi sáng nhịn ăn? Chị tôi sáng nhịn ăn. Ok. Bây giờ là em xin chỉnh sửa một vài cái lời hát chút xíu để phù hợp với không gian bây giờ ạ. Chị tôi sáng nhìn ăn lên giảng đường. Chị tôi sáng đạp xe
20 cây số. Chị đi giày thêm, chị đi tiếp thì cho lại đi anh ơi, lấy lại đi xù ơi, sợ quá. Anh xin lỗi Lập, nói chung là anh cũng cảm ơn em rất là nhiều vì cái pha hề hước này. Không sao, hôm nay hối tay cho Huỳnh Lập về chỗ. Không sao. Em hoàn toàn không muốn mang đến một tiết mục gì hoành tráng đâu, tại vì em là diễn viên hài mà em muốn mang đến giá trị về tiếng cười vui không con? Dạ không. Giờ về luôn, tạm biệt chị bé, bye. Trời ơi, nói làm chi. Lập ơi, xin phép được cười nữa mét. Rồi không, em quyết định mà em đã từng nói với chương trình, em mang đến màu sắc sang trọng, em không làm trò. Vâng mọi người, nãy giờ Lập vẫn sang trọng đúng không mọi người? Đúng quý vị. Vâng, cảm ơn mọi người. Bây giờ con gái ơi, con quên hết tất cả những gì phía nãy nha. Dạ. Bây giờ phải bình tĩnh lên, con nghĩ là con sẽ về với đội của cặp cô chú nào? Dạ. Để tỏa sáng ở vòng sau. Dạ. Suy nghĩ và đưa ra quyết định. Dạ. Dạ hoài vậy. Suy nghĩ đi. Suy nghĩ nè. Ai bấm chọn Minh Hằng trước vậy ta? Trong một đường đua, con muốn là người chiến thắng thì chắc chắn phải có người đi cùng. Và cô với chú Thanh Duy sẽ là người đi cùng con. Con muốn về đội của... Bạn tôi sáng đạp xe 20 cây số. Em ơi có nghe không tiếng chị? Chú Hồ Việt Trân. Yeah! Dễ thương ơi, chạy xuống luôn. Dễ thương lắm con ơi. Vì cái khả năng hát mà để biết rô mà xa đến vậy mà vẫn có thể nghe được. Diệu Nhi em xuất sắc quá rồi Diệu Nhi. Cảm ơn cô Nhi. Trả lời cho tôi nghe đi, tại sao bắt tôi hát muốn chết? Bắt xỉu lên xỉu xuống mà không chọn tôi. Thật ra thì chị Như ơi, mình nên mình là diễn viên mà, đặc biệt là mình là diễn viên nữ nữa, cho nên là mình cần tìm cái nét dĩ gì đó nó điềm đạm, nó tinh tế chút xíu. Dưới lố quá em nó chê nha chị nha. Ê ê, còn Lập ơi, chị nói em nghe này, tại em là diễn viên hề đó, mà diễn không có hề đó, bớt diễn lại đi. Hai chị em thương yêu nhau quá vậy. Và đó chính là sự giành giật chiến binh đầu tiên. Và để xem tiếp theo sẽ là gì, xin mời tất cả quý vị cùng nhau theo dõi. Ngày nào đó ta
về để vui với cô em má hồng, để đôi tim khơi mạch sống vào rừng ái ân chiều gọi chim đến khen cô em diêm kiều cho hồn mình cháy vì yêu. Ngày nào đó ta về đợi nhau nhé cô em má hồng, đẹp như tranh thơ tuyệt tác. Ngày nào đó ta về để đưa con chân của em trắng đai đi vào mê đắm Đà Lạt. Ngày nào đó ta về để đưa con chân của em trắng đai đi vào mê đắm Đà Lạt. Với con ý, thì cô cảm nhận con không cố gắng bất cứ một cái điều gì và cái giọng hát của con phát ra rất là hấp dẫn cô. Giới thiệu tên con đi để cô biết. Dạ xin chào tất cả mọi người, con tên là Lê Phạm Tiểu Bình, năm nay con 11 tuổi. Ồ, nhỏ mà. Mới 11 tuổi à. Tiểu Bình. Trời ơi, con cao lắm á. Trời ơi, con mà trưởng thành là con làm hoa hậu luôn á con. Sao dạ mà con cao dữ vậy? Bây giờ chú có một cái điều muốn dành tặng cho con. Trên trời của chiều vì sao xếp thành bảy chữ, sao mà ngọt ngào quá vậy trời. Wow. Không mà thật sự nha, khi mà chú ở dưới chú nghe, chú hoàn toàn không cảm nhận được rằng là con đang hát để đi thi. Đúng rồi. Khi mà con bước ra, lúc đó chú không biết con bao nhiêu tuổi và không biết rằng là kinh nghiệm đứng sân khấu của con đã như thế nào, có thể là ở lớp, có thể là ở trường, nhưng mà con rất là nhẹ nhàng và dùng từ là điềm đạm luôn á. Chú nghe mọi thứ nó đến với cái tâm hồn của chú một cách rất là nhẹ nhàng luôn. Chú không còn phải băn khoăn gì mà phải lưỡng lự để gạt hay không gạt nữa, và chú quyết định chọn con và hy vọng rằng là cái điều gạt này sẽ là một cái quyết định sáng suốt của chú. Thật sự là cô Hòa là một giọng hát đại trà, nhưng cô Hà là một người có giọng hát tuy bình thường nhưng cô cảm thấy là cô có cảm xúc. Nhưng đối với con á, con là một trong những giọng hát mà chỉ cần hát đứng một chỗ và hát trên sân khấu thôi là người nghe có thể tự cảm nhận được mà không cần phải có phụ hóa bất cứ một thứ gì hết. Tại sao cô gạt sao? Chắc chắn con sẽ thắc mắc lắm. Tại sao? Tại vì con đang hát một cái bài về Đà Lạt. Con vừa cất giọng lên là cô với chú Trung đã đi lên Đà Lạt với con rồi. Con hát một cái cách mà giống như là mình đang tưởng tượng là mình đang ở một cái không gian đi Đà Lạt mà không có cần phải đi xe 8 tiếng đồng hồ lên Đà Lạt vậy đó. Nhưng gần kết thúc bài hát thì cô với chú Trung mới biết là đã đến lúc phải trở về lại Sài Gòn để gạt cái cần câu này. Cho nên cần câu á. Em ơi, cái cần gạt điểm. Em coi thí sinh của chúng ta chỉ là những con cá hay sao? Em câu rồi. Câu người ta. Sử dụng ngôn từ cho chính xác và phù hợp nha. Đang ở Đà Lạt mới về còn bị say sóng say xe quá con ơi. Gạt cái cần gạt để lựa chọn con đá bình. À, nói về chuyên môn thì chắc là anh Trung nói cho bé đi hả? Chú nói như thế này đơn giản thôi. Khi mà con hát lên á, nó không quá cầu kỳ nhưng nó truyền tải được cái tình cảm. Chú nghĩ là giọng hát của con rất hợp với giọng của chú. Nếu mà con về đội chú thì chú và con sẽ có rất nhiều ca khúc song ca để phát hành. Không biết hát được không ta? Thử được không? Oh my god. Thể hiện đi anh, thể hiện cho bé đó tin tưởng đi anh. Bây giờ con hay hát bài gì ngoài cái bài con vừa trình bày á? Dạ con biết về dân ca. Một thương tóc xòa ngang đôi lần, đúng không con? Đã đôi lần đến với Huế mộng mơ, tôi ôm ấp một tình yêu dịu dàng. Chú Trung biết hát không chú Trung? Chú Trung không biết hát bài này. Chẳng nơi nào có được nét dịu dàng pha lẫn trầm tư. Thấy chưa? Chết rồi, tôi thấy con thấy có sự hòa hợp. Bây giờ ok, chú sáng một chút một đoạn cho con một bài để con biết được là chú cháu. Rồi ai thì mai sau con vẫn phát hành album được với chú. Còn lại thì trong chương trình ấy là cô sẽ cố gắng tìm cho con một bạn ca sĩ nhí khác để con có thể song ca vì con đang đi thi đúng không?
cô sẽ tìm cho con vì là tuyệt đỉnh song ca, con sẽ phải có bạn diễn của mình. Còn chú thì kể cả con vào đội ai mai sau chú đã hứa là chú vẫn phải làm ăn uống với con. Bây giờ con nghe nè, bây giờ nào con qua bên đội kia đi ha. Bên đây nếu như không có bạn nào nhí chú vẫn đứng ra được, chú nhí quá trời. Mấy cả đúng cô không? có một điều nữa thôi vì đứng con... một cái đẹp đôi liền áo len này không đấy. hơi thấp nhưng mà như này hơi thấp hả? Cô chỉ nói một điều nữa thôi, bởi vì em xin lỗi anh Trung, em quá thích bé, em quá thích bé, thật sự cô quá thích con. Cô cho con, cô được hát thêm với con một câu nữa thôi. Và nếu mà con cảm thấy cô hợp thì chọn cô, thấy chú Trung hợp thì chọn chú Trung, được không? Được. Mình sẽ hát bài Duyên Phận được không? Hai anh em mình qua đây okay. Chơi đi. Ok, con biết luôn đúng không? Ôi trời ơi. Nào. Vô. Phận là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai hay quá. Cành nhà neo đơn bậy em chưa mẹ, lớn chiếu đôi vai gánh nhọc nhằn tâm 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 thầy mẹ thương em mà nhớ tim sẽ duyên cầu mong em vào bên cho yên một bóng thuyền lửa được phát biểu một tiết mục này. Lần đầu tiên có sự kết hợp của ba đội huấn luyện viên với lại thí sinh nha. Đội bên đây màu hồng lên múa, trời múa quá trời múa. Chị bè đúng không? Hát đúng bè. Rồi chị hát thiệt chứ hát bè. Nhắc lời. Còn em nhắc cho anh Trung nhắc lại cho Hoàng Minh Thi. Quá tuyệt vời luôn con, mọi người ơi. Con nói lại nhờ có con mà ba đội đoàn kết đến như vậy. Ôi con rất là thiên thần. Bây giờ đã đến giây phút mà con phải lựa chọn rồi, con đúng cứ rồi. Suy nghĩ đi. Nhưng mà thật sự cô rất yêu quý con, quá yêu quý luôn. Yêu quý lắm, không yêu quý vừa, rất yêu quý. Cô tham gia chương trình nào cũng đạt quán quân hết. Bất cứ chương trình nào cũng đạt quán quân. Nếu không quán quân thì á quân, mà không á quân thì thí sinh yêu thích nhất. Hãy về đội của cô đi, cô sẽ tạo cho con là thí sinh yêu thích nhất, hoặc quán quân, hoặc quán quân luôn. Đi theo cô, đi. Thôi nha, bây giờ nha, Thanh Duy là cái người không bấm cho nên Thanh đúng Duy rồi. Sẽ là cái người quá rồi. Chọn bé, giờ hai đội kia về đi. Nói cái gì hay một hay câu hơn nãy à? Giờ chị có nói được cái gì đâu. Rồi, rút kinh nghiệm mấy đợt cô trước nghe đi. Cô không có micro, nhưng cô vẫn hát thầm thì vào tai con, để con biết được là tình cảm của cô dành cho con thế nào. Yêu, thương, thích, không cần phải nói ra như cô Hòa đâu con. Đây nè. Không. Thấy không con nè? Cái đó không phải là hát thầm mà là nhiễu loạn thị phi. Không có, con thấy cô chạy lên đó, cô chạy từ đó lên đây. Cái chiếc giày của cô đã tét luôn, con thấy không? Con ơi. Con thấy không? Con thấy được tình cảm của cô. Cô còn đi giày 15 phân mà cô phải đứng ngay để nói chuyện với con đấy. Bây giờ. Kính thưa quý vị và các bạn. Con bây giờ bình tâm nói như thế này. Về cô Hòa Minzy, cổ cũng đã phân tích hết rồi. Cổ, cái đôi giày mà cổ có lết lên đây là do cổ chọn, chứ không phải là cổ mà chịu cực chịu khổ gì đâu ngay từ lúc đầu. Còn cô Diệu Nhi đầy nước mắt, gia đình không có điều kiện lấy đôi giày cũ mang, chứ không phải là vì con mà rách ha. Rồi bây giờ mọi thứ nó rõ ràng rồi, bây giờ chọn đi. Nhi, tém tém lại hồi nãy đó, em nói cái thí sinh không chọn em mới nhớ không? Ừ rồi. Và con ơi,
cảm ơn, hồi nãy con thấy cái tiết mục duyên phận đó thật là hay đúng không con? Ừ, thật là tuyệt vời khi mà các đội huấn luyện viên đã chọn cho con cũng như hát theo con một cái bài hát không phù hợp với lứa tuổi con lắm. Nhưng mà không sao cả vì đó không phải là phần thi. Cái đó là bài cô Hòa chọn, còn cô biết rất là nhiều bài hát giống như bài Chị Đi Tìm Em vậy đó. Em ơi cô nghe chẳng tiếng gì. Cái bài đó không phải là cô cố tình chọn cho con, mà nhìn vào mắt con, cô cảm thấy là con biết bài đó. Đúng rồi. Vì từ nãy giờ con lắc đầu rất là nhiều bài mà chú Trung nói, và cô nói phát là con đồng ý ngay. Tức là con biết, tức là con và cô hiểu ý nhau. Tâm đầu ý nhau. Hòa Minh Di, ok. Bây giờ như thế này, Diệu Nhi hiểu luôn rồi. Sao? Thật sự về ai cũng là hay hết, về ai cũng thương con hết. Con về đội cô không? Cái gì vậy? Không có. Nào mọi người ơi, mọi người nói quá nhiều rồi, để cho bé được nói nha. Chọn đi. Bây giờ con nói về tâm lý của con, cảm nghĩ của con đi. Cảm nghĩ của con thật sự giờ rất là vui khi mà được cả hai huấn luyện viên bấm chọn con. Cả hai con đều yêu quý nhất. Nhưng mà con sẽ chọn ai? Cô bấm đầu tiên. Con sẽ chọn ai? Cho à? Con xin phép ôm huấn luyện viên con chọn được không? Ôi trời ơi, lại ôm con chọn hả? Mình đứng này, đôi mình đứng này mà bé chọn. Và đây sẽ là điều bất ngờ dành cho tất cả chúng ta ngày hôm nay. Bây giờ lựa chọn của Tiểu Bình đó là, mời con. Cảm ơn con rất nhiều, chắc chắn cô sẽ làm mọi điều tốt nhất cho con. Cảm ơn con rất đi. Nhiều. Chạy lên là chống chọn người ta đi, đôi giày đi. Bé rất là hợp với đội của Hòa với Linh Lập. Rất đừng nói vậy Nhi buồn. Nhi, thật sự là em không hợp với chương trình luôn á Nhi. Cảm ơn con rất nhiều. Rồi, cảm ơn các cô chú đi con. Cảm ơn con nha. Con hát rất là hay. Thưa quý vị khán giả, không biết là bằng cách gì hay là cái ảo thuật phù thuật gì mà chị Nhi đây ngồi đây và có một nhúm lông như thế này. Trời ơi là trời. Không hiểu. Cái trang trí của nhóm chị là phải như vậy em. Cái decor, cái decor. Em đề nghị là cái nhóm này huấn luyện viên này nè, xả rác quá mức, vệ sinh quá. Đó, giờ chưa? Có cái nhóm này rồi giờ đi lượm thấy chưa? Tắm nắng nha trang phục tàu và ngồi nhìn nắng bay bay.
Giới thiệu tí xíu về tụi con đi nào. Đầu tiên, dạ con chào 6 vị huấn luyện viên. Và con cảm ơn ban nhạc đã hỗ trợ con hoàn thành Ngoan quá. Con tên là Huỳnh Như Hà Vi. Năm nay con 10 tuổi và con đến từ thành phố Sóc Trăng. Dễ thương luôn. Xin chào tất cả mọi người. Con tên là Võ Nguyên Ngọc Nhi. Năm nay con 10 tuổi và con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Trời ơi. Cho hỏi nhẹ một câu là cái đội đã lựa chọn anh Trung và Diệu Nhi cảm nhận như thế nào về tiết mục này? Đã gạt cần rồi thì phải nói là rất là thích. Thích từ cái cách con biểu diễn, cách hát mà tụi con tự nhiên nữa, mà không phải ai cũng có. Nên thôi bây giờ thì cũng đâu có tranh giành gì đâu, nên thôi mình cũng... Mình cứ thông thả thôi. Hai đứa con dễ thương lắm. Giỡn rồi này kia, nhảy rồi này kia, xoáy động. Xoáy động là gì? Khuấy động không khí. Mọi người đừng có nhìn em cho mấy cái giáp giáp này coi. Đâu có đâu, em nhìn coi là chị tự tin như thế nào khi thể hiện những cái mình muốn. Vậy bây giờ động tạo cái độ căng thẳng không? Bây giờ nè, cả ba đội cùng chọn đi. Bây giờ chơi giỡn gì rồi? Thì tại vì em nói là em... Bây giờ nè, em sẽ cố tình phát huy cái khả năng thuyết phục của đúng chị. Đúng rồi, em bây giờ mọi người thôi rồi, thôi trời, mấy người này kỳ quá, đi về lại liền đi con. Tôi, đi về dạ chị con. Tội nghiệp Nhi đúng không? Ác dễ sợ thằng. Ủa là về, về luôn hả? Về luôn. Trời ơi. Bye bye cô chú đi con. Một tràng hô tay chúc mừng cho đội của Hồng Việt Trung và Diệu Nhi đã có thêm một chiến binh nữa. Và bây giờ sẽ là thí sinh tiếp theo, xin mời. Giọt sữa chặt chiu khoai sắn dưa ca cho con lớn lên tháng ngày đằng đằng qua nửa về để dằm thương dằm nhớ, để ví đo đưa trên sông nước bồi hồi, giọt mồ hôi ướt vai chạm mặn, vất vả nhọc nhằn vẫn câu hát ngân nga. Có phải quê liêu gừng cây muối mặn, câu hát nằm nghiêng gió bóng cạn bao thâm đậm hồn quê sông núi, nên vì dăm rồi càng yêu tấm lòng nhau. Ở nơi xa còn chưa kịp về, nơi quê nhà vinh danh vì dăm, nghe tiếng à ơi như lời mẹ hát cho vì dăm quê mình.
con giới thiệu tí xíu đi. Rồi. Dạ, con xin chào các cô chú. Con tên là Hồ Thị Hoài Thương, năm nay con 14 tuổi, con đến từ Hà Tĩnh ạ. Hà Tĩnh trời ơi, quê mình, Hà Tĩnh bình thường. Con tên là Nguyễn Thị Hoài Ngân, năm nay con 14 tuổi và con đến từ Nghệ An ạ. Ồ, cũng gần gần nhau, Hà Tĩnh, Nghệ An luôn. Hèn chi cái giọng hát tụi con ngọt ngào quá à. Tụi con ra tụi con đẹp, chỉnh chu về cái trang phục nè, hát cũng rất là ngọt ngào nữa. Mình sẽ lắng nghe cảm xúc của cô Hòa Minzy trước đi, bởi vì đây là sở trường của cô hát những cái giọng này rất là hay. Sao thở dài? Sao thở dài? Quay ra bảo người ta chọn rồi còn cố bấm nút. Tại vì thấy em không chọn. Vừa phải thôi, em đang cảm nhận. À, chị cứ kêu em chọn đi cái em không chọn cái chị chọn luôn. Rồi lại cãi nhau tiếp đây nè. Thì hai chị em mình quê thôi. Con à, hai con là Hoài Ngân và Hoài Thương. Thương. Cô là Thị Hòa. Không liên quan gì hết. Ờ, thêm chữ y vào là ra Hoài đấy. Hòa mà thêm y vào là ra Hoài đấy. Các con đẹp từ ngoại hình, từ giọng hát, cái tên, tất cả mọi thứ đều xứng đáng để có thể trở thành một người nghệ sĩ lớn trong tương lai. Mà các con sẽ còn thiếu những thứ mà cô Hòa đã nhìn thấy, kể cả trong giọng hát. Nghĩa ra nếu cái khẩu hình phát âm các con đúng hơn với thể loại âm nhạc này thì chắc chắn các con sẽ hát hay hơn. Bởi vì thể loại âm nhạc này là thể loại âm nhạc cô Hòa rất là thích hát. Là hạnh phúc nếu hai con lựa chọn về đội cô để mai sau chúng ta có thể tạo ra một album âm nhạc với nhau. Về đội của cô nha. Dạ con cảm ơn cô ạ. Còn chú thì chú sẽ chia sẻ về một vấn đề rằng là một cái sự, có một cái linh cảm mà chú cảm nhận được rằng là chúng ta sẽ thuộc về nhau á. Các con cất lời lên là quay qua: Hòa ơi, anh đảm bảo với em luôn, hai bé này cực kỳ cao ráo và cực kỳ đẹp. Là bởi sợ vì cái chất giọng này giống như là chất giọng của Ngọc Nữ. Cho nên rằng là rất là sao xuyến với chú. Và khi mà cánh cửa này mở ra, ồ, chú đoán hoàn toàn đúng. Tụi con bước ra như hai cô hoa hậu. Rất dễ thương, hai cô hoa hậu nhỏ. Tụi con bước ra một cái là ồ trời ơi, tại sao tự nhiên năm nay linh cảm của mình, cái trực giác của mình nó quá đúng như vậy. Điều đó nó thể hiện được rằng là chắc là tiền kiếp chúng ta là gia đình của nhau đó con. Trời ơi. Nên nó ngày hôm nay màu đỏ luôn con nè. Trời ơi. Cho nên có thể thấy rằng là có một sự liên kết gì đó mà chúng ta không thể nào lý giải được, đúng không con? Cho nên là hãy về đây bằng những cái sự thấu hiểu, những cái lời tiên đoán, những cái sự dự đoán của chú có thể giúp cho hai con có thể thăng hoa hơn và chắc chắn sẽ phù hợp với hai chữ Ngọc Nữ đi hát. Đấy là dự đoán, còn em là em nói về năng lực thật sự. Và hiện tại các con cần phải thay đổi rất nhiều. Nếu tin cô chắc chắn sẽ thay đổi cho các con. Vì cô nổi tiếng là ca sĩ hát giọng bình thường nhưng rất cảm xúc. Hãy tin cô, hãy về với cô. Vẫn là slogan. Ủa, thích đang... ai lắm thì cô mới nói nhiều. Hãy về với cô nha. Đúng rồi. Này, mình về là... với nhau đi con. Thực ra là dừng ngay từ cái đoạn mà lập là được rồi. Em nói thêm cái em thích là quá, em xin lỗi chị, em thích quá. Bây giờ đội này nói vậy là tôi chờ xem đội vàng nói gì. Hai đứa con hát xong rồi, đến bây giờ chú vẫn chưa tỉnh nữa. Cô khác. Ờ vậy thôi chú ngủ để luôn chú đi, con về đây. Con về đây, chú còn chưa tỉnh đó, con về đây. Chú còn chưa tỉnh đâu, không phải. Có tỉnh táo, hiểu không? Tại vì Trung đang bị cuốn hút bởi hai giọng hát của hai bé. Thật sự thì có một sự trùng hợp là tụi con cũng có mấy cái bông màu vàng trong máu chú nè. Trời cũng ơi. Dính xíu có dính đúng không? Duy hai con đang dính, cố gắng tìm. Nói thật sự, công tâm ở đây á, cái giọng hát của con á về với đội cô Hòa là hợp lý. Lúc đầu chú đã kêu cô Hòa bật cần lên để mời hai con về, nhưng mà tại thấy lâu quá chú sợ là mình bị vụt mất đi hai cái tài năng này nên chú mới bật cần lên. Tại chú muốn giọng hát là mình đã nghe rồi, mình muốn nhìn một cái hình chiêm ngưỡng cái dung nhan bên ngoài của hai con, thì bây giờ đây là chú nhìn thấy là một tuyệt tác. Và rất mong chú thì không biết nói gì hơn, bây giờ còn nữa thì thôi, bây giờ để cho cô Diệu Nhi sẽ nói. Với lại nãy cô Diệu Nhi nghe hai con hát đó, thì cô Diệu Nhi thấy mấy cái nốt cao là hai con hát qua giọng gió đúng không? Thì bình thường là cô Diệu Nhi nói chuyện bằng giọng gió không? Cho nên hai đứa con rất là hợp với cô. Hòa nói giọng gió ngược lại. Cái giọng gió đó. Các con không có sử dụng giọng gió. Ủa sao nó lên cao quá vậy? Ở đoạn cuối là các con dùng giọng pha chứ không phải là giọng gió. Chú nói công bằng như thế này. Cô Diệu Nhi cũng làm được. Chị Nhi, cái giọng hồi nãy không phải giọng gió mà là bị tắt tiếng đó chị. Bỏ mình vợ, em hát bỏ mình á, mình nói thôi. Đàng hoàng. Chẳng nếu về đội của cô Diệu Nhi chú Hồi Vị Trung, tụi con sẽ cười suốt ngày. Vậy là, lắm. Là không học hát luôn. Nói chung là bây giờ con thích ai thì con chọn người đó thôi. Trời ơi con. Rồi,
Cho tụi con chia sẻ một tí xíu về cái cảm giác khi đứng trên sân khấu của chương trình này đi. Bây giờ chú nghĩ là tụi con nên chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống bình thường của tụi con đi. Dạ thì con sinh ra ở một vùng quê, quê của con là ở nông thôn. Con là ở... Cô con nói giọng nó đi, không sao. Con ở Yên Thành, bố mẹ con thì làm nghề nông. Từ lúc sinh con ra thì gia đình con bị kinh tế sa sút. Và ngày xưa thì bố mẹ con không thể cho con theo niềm đam mê âm nhạc được. Và năm nay thì bố mẹ con đã mạnh dạn cho con tham gia chương trình ạ. Con muốn gửi lời tới bố mẹ con là con cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con ạ. Rất là chỉnh chu đúng không? Rất là trưởng thành trong sự chia sẻ của con. Cảm ơn con với sự chia sẻ này. Và không phải ai, bạn nhỏ nào cũng làm được điều đó đâu. Còn bạn bạn Thương thì sao? Con thì cũng giống như bạn Ngân. Hồi trẻ mẹ con cũng hay đi hát lắm. Bình tĩnh con. Bể, thôi được rồi. Trước khi cho em xin phép lên sân khấu, em không nói nhiều đâu, em xin lỗi chị. Cô muốn chia sẻ với các con một điều như thế này. Cô Hòa cũng sinh ra ở một vùng quê rất là nghèo. Bây giờ thì bớt nghèo rồi, quyết định rời xa mái ấm gia đình của mình để lên Hà Nội lập nghiệp một mình. Lúc cô Hòa 16 tuổi, tức là hơn hai con chỉ có 2 tuổi thôi. Đó, cô tự cầm hồ sơ, tự bắt xe buýt và tự lên Hà Nội để tham gia thi một cuộc thi để vào trường văn hóa nghệ thuật mà cô yêu thích. Đó là một cái niềm đam mê từ nhỏ và chắc chắn là niềm đam mê âm nhạc của con là cũng từ nhỏ đúng không? Cô Hòa chỉ muốn nói cho con là hoàn cảnh không quyết định được số phận của bản thân mình. Bắt đầu tự lập một mình thì cô mới biết là cái nghề nghệ thuật này rất khó khăn. Cô là người hiểu nhất điều này. Nên mong hai con hãy về đội của cô để cô có thể chia sẻ tất cả những khó khăn mà hai con sắp phải gặp trong tương lai. Hay quá. Hay quá. Lại có thêm đó. Một sự yêu thương nữa dành cho tụi con rồi. Giống như sự chia sẻ của cô Hòa, tụi con phải tự tin hơn. Bởi vì đây chính là hành trang bắt đầu cái niềm đam mê của mình thật sự rồi đây. Đây là một sân khấu rất là lớn và chuyên nghiệp. Tụi con có ban nhạc, tụi con có nhà sản xuất âm nhạc, tụi con có đạo diễn hình ảnh rất đẹp, tụi con có rất là nhiều huấn luyện viên giỏi ở đây nữa. Và bây giờ, mời tụi con thảo luận để đưa ra quyết định của mình. Tụi con xin về đội của... Cô Hòa, Minzy và chú Minh Lập ạ. Rất phù hợp đúng không ạ? Chúc mừng tụi con. Theo ngọn cỏ đông đưa hơi
rực sáng, chiến thắng về nở muôn đóa hoa. Mừng lúa chín mừng anh em, mừng đất nước qua rồi đêm đêm. Chờ giang đông đêm dài Việt Nam, chờ bình minh trong hồn rực sáng, chiến thắng về nở muôn đóa hoa. Mừng lúa chín mừng anh em, mừng đất nước qua rồi đêm đêm. Trên đồng lúa đồng, trên đường phố anh đi qua, có áo mới tươi lên đời ta. Nắng mới trên con tàu thuyền thênh thang, tiếng máy reo trên đồi núi khai hoang. Nay ta đã thấy yêu thương vừa thức dậy với tình người. Hôm nay ta đã thấy quê hương đổ nát rực sáng mặt trời. Dễ thương. Cảm ơn các cô chú ban nhạc ạ. Rồi, vỗ tay cho bạn nhau một lần nữa. Tự giới thiệu về tụi con một tí xíu nha. Dạ, con xin chào tất cả mọi người đang có mặt ở đây và 6 vị huấn luyện viên ạ. Và con tên là Kim Anh. Còn con tên là Thanh Thủy, con đến từ Long Thành. Giọng bạn này dễ thương quá trời luôn à. Ngọt ngào dễ sợ, mà sao ăn gì ốm dữ con? Chứ chú Sụ ăn gì mà mập dữ vậy? Chú ăn nhiều đồ ăn, nhưng con có ăn nhiều đồ ăn không? Dạ con ăn đồ ăn chứ con không ăn cơm. Trời ơi, giảm cân từ nhỏ luôn vậy đó hả? Người mẫu đó. Tướng người mẫu. Cả hai bạn luôn, đều cao ráo hết. Thế bây giờ cho chú hỏi nè, tụi con có biết hát thêm nhiều thể loại khác không? Để thuyết phục một lần nữa, 6 vị huấn luyện viên phía dưới. Dạ có. Hát thử đi. Dạ con xin hát bài Đêm Mưa Nhớ Mẹ. Đêm nay nghe tiếng mưa, con ngồi đây nhớ mẹ. Ở quê nhà mẹ bây giờ có nhớ con không? Tuổi 13 con phải xa gia đình, côi cút thân một mình nơi xứ lạ người xa. Đêm nay nghe tiếng mưa, lòng còn sao nức nở. Tuổi thân còn khờ, nó đói biết nhờ ai. Đời nỗi trôi đâu biết đến ngày mai. Nước mắt con tuôn trào, ôi nhớ mẹ làm sao. Trời ơi, ngọt ngào quá trời luôn á. Theo chú cảm nhận nha, đây mới chính là sở trường của tụi con nè. Tụi con hát ngọt ngào như thế này, không biết là phía dưới có ai xúc động không à? Có ai muốn động đậy cái cần gạt không à? Hồi nãy lúc con hát bài kia chú không chọn con được, là tại vì chú chưa nghe đã, chú chưa cảm nhận được hết. Mà thật sự là chú, cái e chú nha, cái e của chú thường nghe nhạc chú lại thích nghe những cái dòng này. Con mà được chú chọn vô là con phải cảm ơn chú Minh Xù đầu tiên, con chú chọn con nè. Wow! Yeah, chúc mừng tụi con. Wow, vậy là chúng ta đã có cơ hội ha. Trời ơi, như đi trình diễn thời trang áo dài vậy đó. Đẹp dễ sợ. Chúc mừng đội màu vàng đã có thêm một chiến binh mới, và bây giờ hãy cùng nhau chờ đợi thí sinh tiếp theo. Rồi, để rất em là nói tốt cho luôn nha. Chúc mừng hai con. Chúc mừng hai con đã có một phần trình diễn hết sức là xuất sắc. Và con có thể thấy biểu hiện của các cô chú dưới này đang rất rất là thích con luôn. Để các con giới thiệu tên của mình đi. Dạ, lời đầu tiên con xin gửi lời chào đến tất cả các vị huấn luyện viên và khán giả trong trường quay ạ. Con tên là Lê Trần Mỹ Anh, năm nay con 10 tuổi và con đến từ thành phố Hoa Phượng Đỏ. Con tên là Nguyễn Thu Huyền, năm nay con 10 tuổi và con đến từ thành phố Hòa Bình ạ. Hòa Bình. Con đã thấy được các cô chú vỗ tay cho con rất nhiều. Bây giờ cô sẽ hỏi đội đầu tiên để cho con biết cái cảm nhận của các cô chú về con nhào nha. Vâng ạ. Xin mời chị Diệu Nhi. Hết hồn. Chị, hai con gái ơi. Thật sự nãy giờ hai con gái hát một bài hát nhạc nước ngoài. Mẹ hiểu chữ I, chữ mi với chữ du thôi. Thật ra
mẹ nghe không kịp thật sự luôn á. Nhưng mà mẹ bị hút bởi vì cái giọng hát của hai con á, mẹ nghe mẹ cảm thấy tự nhiên nó hút mà mẹ nổi da gà 2-3 lần luôn á, thật sự luôn. Tại sao cái dáng người như là hai thiên thần nhỏ mà tại sao cái giọng hát nó có thể gọi là nó đầy, nó dày mà nó cao dữ vậy, không biết đấy trời. Trời ơi, ai đẻ mà khéo dữ vậy ta? Mẹ người ta đó Nhi. Nhưng mà mẹ mới của con nè, mẹ hứa, mẹ hứa khi con về với mẹ với lại ba một cái gia đình thứ hai của hai con thì mẹ sẽ kêu ba chỉ cho con những cái gì mà liên quan tới thanh nhạc á. Mời ba nói. Mày không vậy hả? Tuy là mình không có nhiều chuyên môn về âm nhạc, nhưng bên cạnh đó chúng ta có thể mang cho các bé cái cách trình diễn, cái cách dàn dựng thì đó, như thế nào đó để các bé có thể tự tin thể hiện bài hát của mình một cách phù hợp nhất. Đúng rồi đó, ý là cô Nhi vậy đó con. Ý mẹ là vậy đó. Và mẹ biết là cái giọng hai con không chỉ là hợp với dòng nhạc này không đâu, và rất còn nhiều đó. Hợp rất rất nhiều dòng nhạc khác. Và cái sự tự tin của hai con, mẹ chắc chắn là dòng nhạc nào hai con cũng không có chừa. Theo ba nghĩ là cái lửa của con diễn con tự tin lắm, như là con không quan tâm ai hết, con chỉ biết con hát thôi đó. Là cái điều đó là không phải ai cũng có. Cảm giác là tụi con không có một cái run sợ gì hết, rất tự tin luôn. Mà cái điều đó ba rất là thích. Về đây con. Đôi màu hồng thì không nói gì nhiều, chỉ muốn hát tặng con một câu thôi. Wow. Nào. I have nothing. 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 If we don't. We. If we don't have you. Rồi. Chú quan tâm nhất là phần mình chọn bài hát gì để mà mình thi. Chú biết là phải có những bạn hợp với giọng hát này, giọng hát này, nhưng mà muốn ém hàng, muốn giữ lại những cái bài hay để mà mình đợi vòng sau. Chú thấy như vậy ổn. Và mình chọn một cái bài hát nào mà mình hát giỏi nhất, đúng với cái sở trường của mình nhất. Nếu mà tụi con về đội của chú với cô Khải Như thì chú cũng sẽ có những cái bài hát tiếng Anh có thể tôn lên được cái giọng hát của tụi con. Mà không chỉ là tiếng Anh, tụi con có thể một lâu lâu tụi mình bẻ một cái để cho khán giả bất ngờ về cái khả năng của mình. Và chú nghĩ là hai con có thể làm được cái chuyện đó, nên hãy về đội của cô chú nhé. Đây đây, còn cái này chú xin khoe cái nhà bên kia luôn. Là bây giờ con hát tiếng Anh đúng không? Nhưng mà con nhiều cái nốt mà con vẫn chưa có phát âm được chuẩn cái tiếng Anh đó. Đây, thầy giáo dạy tiếng Anh. Thầy giáo dạy tiếng Anh luôn con. Trước khi mà cô Hòa Minzy sẽ để cho các con hội ý và suy nghĩ và đưa ra quyết định của mình đó, thì cô Nhi xin gửi tặng cho hai con cô Nhi bài hát tiếng Anh của cô Nhi cũng biết hát dữ lắm. Chỉ là hát không hay thôi. Thì I love you, you love me, we are happy family. Đáng yêu quá, chúng ta là một gia đình mà. Về với cô nha con, nha con, nha. Tiếng Anh của hát cũng ổn lắm á. Con sau khi nghe tiếng Anh thì cô lại nghĩ ra một cái điều, đó là cô vẫn có thể muốn làm nhạc kịch cho con. Wow, cái, cô Khải Như là con. Diễn viên nhạc kịch. Và chú Thanh Duy cũng rất là thích cô Khải Như ở cái việc là cô Khải Như có thể là vận dụng được giữa diễn xuất lẫn ca hát trong một cái tiết mục. Nên là nếu mà tụi con về thì giống như là hổ mọc thêm cánh thôi. Có chú về phần âm nhạc, có cô Như về phần dàn dựng là tụi con sẽ là một tiết mục rất là hay. Bây giờ hai cô chú, hai đội chọn con, các con chỉ được lựa chọn một mà thôi. Đến thời gian hội ý rồi, các con hãy nói với nhau nhá. Xong chưa? Cho bọn con xin phép là bọn con sẽ đi đến đội nào và đội đấy được. Quay lưng lại, quay lưng lại không? Bịt mắt đi các chị. Nếu mà tụi con về thì giống như là hổ mọc thêm cánh thôi. Có chú về phần âm nhạc, có cô Như về phần dàn dựng là tụi con sẽ là một tiết mục rất là hay. Mẹ hứa khi con về với mẹ với lại ba một cái gia đình thứ hai của hai con thì mẹ sẽ kêu ba chỉ cho con những cái gì mà liên quan tới thanh nhạc á. Đừng quẹo nha, đừng quẹo, đừng quẹo. Trời ơi, đừng gây gỡ ngay tụi con. Bây giờ mình sẽ tập thử bài hát tiếng Anh này. Mình sẽ tập hát mà tụi con sẽ tập nhảy luôn. Nhảy được đúng không? Nào chúng ta mình nhảy nè. Nè. Không, chị Như, em đã nghe thấy chữ quẹo của bé rồi. Cho nên là lúc mà bé tiến thẳng về đội chị Như em biết là đã sợ đội chị. Các bé rất thích trêu đùa cảm xúc của huấn luyện viên ha. Nhiều bé cứ vậy là đấy, cứ vậy, ví dụ vậy đi. Đen dày. Đen dày, đó, cứ đen vòng vậy đó, rồi xong rồi đi về luôn.
còn bông má. Trâm Anh năm nay con 12 tuổi, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Còn con tên là Thảo Nhi, con 12 tuổi, con cũng đến từ thành phố Hồ Chí Minh. 12 tuổi như nhau đó. Ok, nói nhanh gọn thôi về phần biểu diễn của hai con. Tất cả các cô chú đều nói một vấn đề của rất là nhiều bạn trẻ, bạn nhỏ khi mà tới cuộc thi này á, thì các bạn muốn phô diễn cái chất giọng của mình nhiều quá. Và khi mà các bạn phô diễn chất giọng mình nhiều quá thì cái bài hát mình hát á, mình không còn tình cảm nữa. Nhưng trời ơi, hai cô bé này, những cái đoạn mà tụi con hát nhỏ
rất là tinh tế và nó nhẹ nhàng. Tức là tụi con rất là thông minh ở cái chỗ là chỗ nào mình cần bung giọng là mình bung tới nóc, nhưng chỗ nào mình cần nhẹ nhàng, tình cảm, tâm lý là tụi con đều làm được cái chuyện đó. Và cái màu sắc này hợp với đội của cô chú, nên hãy về với đội của cô chú nha. Cảm ơn cô chú. Con ơi con, rất là nhiều các nghệ sĩ anh chị đã hát nhiều năm rồi, nhưng mà không phải ai cũng đang hát nhạc rock, đang hát ở lên cao có thể về xuống nốt dưới nhẹ nhàng như thế. Thật sự, đây là một tiết mục rất bùng nổ từ đầu đến chương trình đến giờ. Tất nhiên tất cả các cô chú đều muốn chọn con. Nhưng mà cô bé cuối cùng là cô bé cùng con. Bây giờ mình làm lại được không con? Xem độ hòa hợp với nhau như thế nào. Cô nói đùa thôi, cô rất là thích bọn con. Vì thật sự đội của cô chú đang thiếu. Cô chú chưa có, cô chú đang rất cần bọn con. Cô Hòa làm được. Cô Hòa làm được, chú Duy cũng làm được. Nếu mà nói về phong cách đó, cô Hòa không hề hợp với tụi con đâu. Wow. Bây giờ cô Hòa, phong cách cô Hòa là gì? Áo đầm thế này nha, lên sân khấu nha, thước tha, thùy mị dễ chịu. Bảo vệ. Vâng. Cô Hòa là chỉ lầy như thế này thôi, tức là trong phần biểu diễn vậy thôi. Nhưng cái máu lửa này là của chú. Cái máu lửa này là của chú. Cô muốn nói một điều này thôi. Cái đó không thể chú Duy nhận xét được, vì chú Duy không theo dõi tất cả những phần trình diễn mà cô Hòa đã tham gia trong suốt 5 năm sự nghiệp vừa qua. Và chỉ các fan của cô, khán giả theo dõi cô mới nhìn nhận được. Và cô muốn nói một điều: Cô không phải mặc bánh bèo mà cô không hát được rock. Con, gần đây nhất của Hòa MC đó là bước ra sân khấu. Các bạn đã từng yêu chưa? No. Có từng thất tình chưa? Không, không, không. Vâng, ngay bây giờ là bài hát rời bỏ. Thật ra từ nãy tới giờ vì lựa chọn, đúng rồi, vì khả năng của chú và cô Hòa đều có. Và chắc chắn là dù có về đội chú hay đội cô Hòa thì ai cũng sẽ dạy cái điều tốt nhất cho con. Nhưng chú khẳng định là một điều về phong cách rực cháy, máu lửa bùng nổ trên sân khấu là chú và cô Khả Như. Cho một người đàn ông trụ cột của gia đình màu đỏ được nói chuyện được không? Tới giờ không được nói một lời. Mời em. Nói về vấn đề rốt là chú vẫn rốt à? Bây giờ chú mặc cái áo vé này vẫn rốt được đúng không? Có chuyện mà vẫn điên cuồng thế này không? Rốt quá trời rốt. Rốt không phải là những cái ngoài da như vậy con. Chị không phải ca sĩ nhưng mà chị biết cái đó là viêm họng. Thôi được rồi, bây giờ hai con đã giờ đang rất là rối đúng không? Cho nên bây giờ cô sẽ chỉ cho hai đứa con một cái cách mà hai đứa con sẽ không có hoang mang, không rối nữa. Bằng cách là cô sẽ gạt cái cần này để cho con về thẳng đội của cô luôn. Hay quá chị ơi. Để cho con không có rối nữa. Mọi người ok không? Ok. Chị ngon thì gạt đi, em khô máu chị. Bây giờ thôi mình về mình cho các bé hội ý đi. Mình đã nói hết những gì mình cần nói rồi. Cô nghĩ là các con đã có sự lựa chọn trong trái tim mình rồi. Hãy cứ làm theo trái tim mình thôi, cô không buồn đâu. Và bây giờ tụi con hãy hội ý với nhau. Rồi. Là sau đây là quyết định của tụi con. Quyết định của tụi con. Tụi con sẽ về đội của cô. Hòa Minh gì ạ? Hạnh phúc vỡ hòa với gia đình của đội màu đỏ, chúc mừng. Vâng, con gái nhà em à, rất mạnh mẽ, rất kiên cường, vô cùng bất khuất. Có thể chinh phục những thứ mà coi như rất khó khăn. Đỏ đen, kiếp đỏ đen. Dạng gái nhà em. Chúc mừng Thảo Di và Trâm Anh đã thuộc về đội màu đỏ. Tiếp về bản thân mình đi. Con xin giới thiệu, con tên là Nguyễn Quốc Linh. Con đến từ Quảng Bình, năm nay con 13 tuổi. 13 tuổi mà người lớn như sợ luôn á. Nghe chú hỏi nè, con có bị quá run không? Có. Run lắm đúng không? Con run lắm, con có bị theo kiểu rằng là giống như là hồi hộp quá, đâm ra cái mình bị mệt á, cái mình không có tận dụng được hết cái cột hơi của mình á, có không con? Dạ. Không, mà bình thường á con hát thì con nghĩ là mình hát hay hơn ngày hôm nay không? Mình tự tin hơn ngày hôm nay không? Con bình tự thường nhận, á. Nhận xét cái thử thôi. Bình thường là có đúng không? Con hát ở đâu? Dạ, đám cưới.
Hát đám cưới đi, hát rồi. Vậy thì bây giờ con có thể hát một bài mà con đi chuyên hát trong những cái buổi tiệc đám cưới thử coi. Anh về tìm em qua câu dân ca, con mắt liếc lại bằng ba đứng gần. Dễ thương quá. Câu hát mời chầu Hà Nam quê ta, duyên dáng thiệt tha, phụ lý quê nhà. Phụ lý. Trời ơi. Phụ lý là quê của ba cô. Con ơi, trước khi mà con lên sân khấu, con có một sự lựa chọn nào không? Con chọn về đôi chú Hồ Việt Trung. Theo chú nha, con hát còn bị cứng. Nhưng bây giờ, trong cái tiềm năng của con đó, chú thấy là nếu mà về với chú có thể chú sẽ uống nắng con được. Trời đất ơi. Được đó, nhưng mà bây giờ con cười được không? Nãy giờ thấy con nghiêm quá. Sợ, con cười lên mọi người vui cái nè. Cười được không? Chia sẻ với 6 huấn luyện viên luôn nhá. Thật sự nè, thật sự bạn nhỏ này là một bạn nhỏ chững chạc hơn cái tuổi của mình. Đúng vậy. Và cái điều đặc biệt hơn hết là bạn ấy còn làm cho người khác vui nhiều hơn bằng cách là hát cho những khách du lịch nước ngoài nghe nữa. Wow. Cho nên là cái sự mà trải nghiệm ở ngoài đời sống bình thường là nhiều hơn các bạn nhỏ khác. Đấy, cho nên em nghĩ là về với đội của anh Trung thì cũng được, hoặc là về với đội của ai cũng là rất ok. Từ từ để chú xin phép cô Diệu Nhi cái đã. Đó. Tại vì đội có hai người lớn. Bạc. Nhi ơi. Em thấy con nó làm sao nè? Dễ thương. Thi ghét lắm. Vì con chân chơi thì không gặp cho con đi. Yeah. Vậy con. Có người lựa chọn mình nữa kìa. Dạ để con. Ê, khoan, bình tĩnh, cuộc chiến bắt đầu. Chúc mừng cho con nữa với sự lựa chọn của đội màu đỏ ngày hôm nay. Con chờ chút xíu để ba đấu tranh chút xíu thôi. Ừ, để ba đấu tranh cho con phía dưới. Để ba giải quyết cái nhà bên này cái đã. Thật ra bây giờ con... sao? Bây giờ anh giữ hình tượng. Giữ hình tượng. Giữ hình tượng cho bé nha. Rồi, ok, bây giờ. Ba giỡn nha, bây giờ nhận muốn sao. Con đánh mồ hôi. Chú xin được chia sẻ những cảm nhận của chú. Thật ra thì ban đầu á, khi mà con bước ra chú nhìn con nha, chú cảm nhận được giống như những gì mà chú Minh Xù mới vừa nói. Có nghĩa rằng là ở bên trong con á, thật sự nó chưa có được cái sự mềm mại mà Bolero cần có. Nhưng ở bên trong con có được sự cứng cáp của sự trải đời. Tại vì khi mà chú nhìn con á, với cái phong thái của con và với gương mặt của con và cặp mắt của con á, chú thì chú xin nhận là chú nhìn phong thủy về gương mặt hình thái rất tốt nha. Chú nhìn con, chú cảm thấy được là con sẽ có một phong cách Bolero khác với hoàn toàn những gì mà mình mong đợi. Sẽ có một cái màu riêng, đó là một cái màu rất là vững chãi và cứng cáp. Cho nên rằng là hồi nãy chú cũng rất là muốn chọn con. Lập ơi, trong khi quá trình đang nói thì đội màu hồng đã chọn luôn rồi. Ủa mắc cười quá. Mắc cười quá là mấy trò gì mắc cười quá. Ủa tự nhiên à. Em mắc cười kiểu không ai lỡ hả, tôi lỡ cái mấy người dặn là sao. Ngộ vậy, nghĩ không chờ. Con ơi, bây giờ con mới là trùm cuối rồi. Thấy không? Bây giờ có ba sự lựa chọn rồi. Nhi ơi, em đi đâu vậy? Nhi, em mới lòng gà đi đâu vậy cưng? Trời, cái gì ai vậy? Bấm chú trước? Ây da, té tôi. Ai bấm chọn chú trước? Chú phải nhớ cái người nào bấm chọn chú trước nha. Tôi nói như vậy thôi á. Con ơi, thật sự á, con về với đội nào cũng tốt hết trơn á. Thật sự. Nhưng mà vấn đề bây giờ con phải suy nghĩ thật là kỹ nha. Không biết mọi người có đồng tình không? Minh Xuân nghĩ rằng bạn này á, làm theo kiểu đường phố á. Bolero nhưng kiểu đường phố. Tôi biết chú rồi, chú ơi, tôi biết chú là ai rồi. Ai vậy? Tôi biết, chừng nào về đội tôi đi tôi tâm sự thêm cho. À, thiết thực à? Không, nhưng mà phải nói rằng là con đang hát Bolero bằng giọng Bắc. Mà tất cả những cái đó hiện giờ chỉ có cô Hòa Minzy là hợp với con nhất thôi. Ôi dồi ôi. Rồi thôi bây giờ như vậy nè. Ba đã ngồi xuống luôn rồi. Cô hàng xóm cũng ngồi bệt. Rồi bên đây cô gì chú bác gì ngồi hết đợi con. Em đổi bây giờ ai? Con ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây nè, ngồi chú nè. Rồi bây giờ rồi bây giờ là con nhìn thẳng mặt 36 cô chú là giờ con thấy là ai dễ thương nhất thì con chọn nha. Trời ơi, giống như chương trình mà mình đi tắm bãi biển á. Nè, tôi nói cho chú biết nha, chú phải nhớ cái người nào bấm chú đầu tiên nha chú. Con ơi. Ủa Nhi ơi, em ơi, con em ơi. Có muốn người ta về đội em không? Đây đó, bình tĩnh. Bây giờ thật sự là các đội đều rất là muốn con về nha. Bây giờ là không biết là ở dưới sân khấu là con đang quyết định gì rồi, nhưng mà đứng trên sân khấu với rất nhiều ánh đèn và rất là nhiều khán giả tập trung vào con, và chú cũng rất là mong là con tìm được một đội phù hợp vậy? Với con mình nó phù bé hợp hơn tí ha. Thật sự á, cô nói cho con nghe như cho vậy khoan nào. Cho bạn nhỏ mình chia sẻ tí xíu, mình bớt bò lại đây được không? Tự nhiên huấn luyện viên, tự nhiên
bất chấp quá vậy? Rớt đồ hết rồi. Vẫn bảo vệ con trai, vẫn bảo vệ con trai. Ê, chết tôi luôn rồi. Ai da. Con ơi, con có thể về đội của chú Thanh Duy và cô Diệu Nhi để sang hơn nha con nhé. Sang hơn. Không, con là phong cách không có phải như vậy. Phong cách của con là rất là cái phong cách của con á. Mà nghe mà nãy giờ cách mọi người không phải nghĩa là trà lết quất xảm như vậy. Trời, giống như là chụp hình da phả luôn á. Đây là lần đầu tiên mà chú bò lết để giành một người. Rồi bây giờ để con lắng nghe con trai nè. Con chia sẻ đi. Cho chú tâm sự nhỏ với con chút xíu nha. Nhỏ thôi, hai chú cháu mình biết thôi, không ai biết hết. Trời ơi. Thì cái việc mà nói về bolero thì nó phải gắn liền với cuộc sống. Nó phải là sự đời thường. Nó càng dung dị, nó càng mộc mạc thì nó càng đi vào những người mà chúng ta đã đi làm lao động một ngày, người ta mệt mỏi rồi, người ta về, người ta được giải trí, đúng không? Cho nên là cái chuyện mà nói về cái chuyện mà dàn dựng cái sự đời thường á, chú là thế mạnh của chú. Chú có thể mang đến những cái gì dung dị nhất, bình dị nhất, chân phương nhất cho con để con thể hiện một cách thoải mái nhất, không bị gò bó. Cảm ơn nha chú. Con nha. Hết thuyết phục, xin mời cô Như thuyết phục. Thật sự nãy giờ những cái gì mà chú Lập nói á, cô Như làm được hết. Do đó còn về giọng hát thì con đã biết chú Thanh Duy rồi. Bây giờ thật sự thì cô chỉ muốn nói là bây giờ con thích ai con cứ chọn người đó. Còn cái bà mà bán gà đó con thì con đó, thấy vậy chứ dễ thương lắm chứ không có gì đáng sợ đâu con nha. Rồi, con cứ suy nghĩ đi. Anh Trung có muốn nói câu gì không? Bây giờ thì con này, thích ai thì con chọn người đó thôi. Đúng rồi. Chú đã làm hết sức già của chú rồi. Đúng thì, rồi. Thì rất mong là con dự đội của chú. Nhưng mà đúng nhớ rồi, là hồi nãy là lần đầu tiên là chú bấm con, chú chọn đúng con rồi. Nên bây giờ mà con bỏ rơi chú thì cũng hơi buồn. Nhưng mà không biết làm sao nữa thì thôi con chọn chú luôn đi. Rồi, cảm ơn. Rồi, cho bé chọn đi. Cảm ơn các cặp đến từ ba đội. Rồi, con cứ bây thoải mái nha. Con trai mình thoải mái nha. Rồi, xin mời mọi người chúng ta về chỗ. Con thích màu gì con nói đi. Con hãy tin vào gọi là cái gì mà đầu tiên mà mình suy nghĩ, nhớ không? Đầu rồi, tiên là chọn. Mời con chia sẻ. Trong ba các huấn luyện viên, con chỉ chọn được một đội huấn luyện viên. Con chọn về đội cô. Chú Hồ Việt Trung và cô Diệu Nhi. Con kêu cô hả trời? Con chọn về đội cô Việt Trung hả? Con đầu gối cảm của chú con bị bầm nè, hồi nãy là chú lớp từ từ tới mà bầm đầu gối luôn nè. Cảm ơn chú. Bé cái đầm này là mướn nó cưng, mướn đó. À, lớp chày tróc rớt đó, kim tuyến của cô luôn. Đúng rồi, con đầm mướn đó con. Chúc mừng con trai Quốc Linh đã về đội của Hồ Việt Trung và Diệu Nhi. Bóng tôi tới gần và tôi từng nghĩ tôi sẽ dừng lại. Đoạn đường sao quá dài, niềm tin cứ ngắn lại. Chẳng biết đâu là tương lai, đâu ngày mai. Đã hơn một lần nước mắt ngắn dài. Nhiều khi bật khóc giữa chốn đông người, chẳng ai nghe thấy tôi. Từng nhịp tim xa rời. Bàn tay đã có lúc muốn buông xuôi rồi đây, và ánh mắt đã có lúc muốn khép thật chặt. Đã hơn một lần, cũng hơn một lần. Nhìn lên cao bầu trời sao, những ước muốn nôn nao. Tự hỏi vì sao tôi sinh ra, tự hỏi vì sao tôi lớn lên, và giờ chẳng cần biết lý do cũng đã. Tôi vẫn bước tới mênh mông cuộc đời, cuộc chơi này là của tôi. Và giờ tôi nâng tôi bay lên, chẳng vào nơi tôi từng ước mơ. Chẳng thể nào lãng phí, nước mắt tôi cũng đã rơi. Trời vơi cơn đau bao nhiêu lâu rồi. Tôi mới có ngày hôm nay. Và đôi tim tôi sẽ không bao giờ sợ hãi bao la cả xa. Chẳng chỉ
tự hỏi vì sao tôi sinh ra, tự hỏi vì sao tôi sinh ra. Sao lại chạy như vậy vậy? Trời ơi, chị lên chị phá tầm xếp gia đình em hết trơn, chị đi thôi, ra đi. Bây giờ như thế này, bây giờ giới thiệu về hai bạn thí sinh trước cho đi. Hai con giới thiệu nha. Dạ, con xin chào tất cả mọi người và các vị huấn luyện viên. Con tên là Phạm Anh Thư, năm nay con 12 tuổi và con đến từ Hà Nội ạ. Con. Dạ, con tên là Trần Viết Học, năm nay con là 7 tuổi ạ. Bây giờ là con nhìn chú nè. Con đó, đúng màu. Không? Chúng màu không? À. Không màu. Nhưng mà bây giờ con... màu trắng nè, con màu trắng, chú cũng có màu trắng luôn, con màu đỏ. Chú cũng có con màu đỏ ơi, luôn. Con biết không, cái sự trung hòa giữa trắng và đỏ nó ra hồng đó con. Wow, tuyệt vời quá. Nhưng mà cái vấn đề là tụi con không có một miếng nào màu hồng trên người hết. Đúng không? Không có. Cô ơi, màu hồng của cháu nằm trong trái tim đó. Đấy. Ôi, chết rồi. Ủa con sao vậy? Con nói như vậy giống như là con đâm vào tim chú á. Học, con năm nay bao nhiêu tuổi? Con nhắc lại. 7 tuổi. Dạ, con năm nay 14 tuổi. 14. Ủa sao nãy nói 7 tuổi mà? Thôi con lừa nhau quá liền vậy con. Có nhiều vì sao sẽ thành bốn chữ hoang mang quá trời. Sao vậy? Ủa con mới nói con 7 tuổi mà. 7 tuổi năm 2. Thì ra là con 7 tuổi thôi mà mấy cô chú nhào vô họng con cái chữ nhân 2 con quên nói. Chú là bao nhiêu tuổi rồi? Con muốn chú bao nhiêu tuổi? Không, chú bao nhiêu tuổi rồi mà chú lùn như vậy? Chị con quá giống chú luôn á. Ok, bây giờ còn hai đội, còn hai đội. Ủa, xin chào mọi người. Chương trình mình đang quay hả? Ngươi có vậy ố con. Trời ơi, hai màu đỏ với trắng nè. Học. Dạ. Trước khi đến đây ngày hôm nay, cô Hòa đã online fanpage của cô Hòa. Cô Hòa đã nhìn thấy nick Facebook của con, comment vào nick fanpage của cô đúng không? Rồi ạ. Hãy chọn con nhé, hãy chọn con nhé. Hiểu rồi, con Như vậy Như. À, cháu cũng là một fan của cô Hòa. Ý, vậy trong đây có bé nào là fan của chú không? Dạ không. Đừng hỏi buồn đây, lắm. Đây, có em này giơ tay rồi. Không, cô đã từng xem con trên chương trình, trên TV rồi. Nhưng mà cô chỉ là không nhớ cái tuổi của con thôi. Và con cũng nghĩ con 7 tuổi thật. Nhưng mà con đúng là hợp với chú Lập. Không, hai chú cháu mà đứng nhau như hai anh em trong một đứng nhà nhau. Luôn á. Thật ra thì xưng chú thì chú giống như là tự đẩy cái tuổi của chú càng ngày càng cao. Vậy thật ra là vẫn muốn xưng anh hơn. Qua đây nè anh em. Coi gia đình ta như là anh em một nha. Làm gì làm đi chạy. Qua đây đi nha. Chú còn rất là lùn. Đi qua đây chơi. Chú có bị danh là Lập Lùn, Lập Lùn, Lập Lùn mà. Út thật tiêu luôn á. Không biết lại nhà con có bị danh gì không? Ê, chương trình gia đình kìa. Vui ghê luôn á, trời ơi. Mọi người làm như vậy là không được. Tại vì ai cũng chọn các bé xong bây giờ làm như thế là không được. Em chỉ lên em nói thôi để thể hiện rằng là em có quan tâm và đã nhìn thấy bé. Nhưng mà nhỡ đâu bé cũng comment ở mọi người thì sao? Mọi người làm vậy là bé rất tổn thương. Ôi em ơi, em ơi, em bị hiểu sai rồi. Mọi người đang chống lại em chứ không phải là không chọn đâu. Kể cả mọi người chống lại em chăng nữa thì quan trọng là bé chọn ai. Con trai, mẹ có cho con chơi Facebook không? Hả? Tại con sao? Đi comment cô Hòa, mẹ sẽ hack Facebook con. Con đợi đi, để con còn Facebook để mà con comment vào Facebook của cô Hòa hay không? Vậy là hàng tháng ba đóng tiền mạng nhiều tại vì con nè. Cô Hòa muốn nhận xét một chút về giọng hát của con. Từ nãy đến giờ là nói cho bọn con có sự giao lưu trên sân khấu. Còn lại về giọng hát của con, thật sự là còn những khuyết điểm. Và cô còn nói với chú Lập là nếu hai con chọn về đội của cô thì cô sẽ có thể chỉnh sửa được với thể loại này. Và đặc biệt ngay cái người mà đã hát ca khúc này, bài hát gốc cũng có thể đến để chỉnh cho các con. Còn
về học thì học hát rất là tốt, rất là chắc. Và cái phong cách biểu diễn anh Lập có thấy không? Rất là chững chạc. Chắc là vì con đã trình diễn trên sân khấu rồi. Nhưng mà cái việc quan trọng hơn ở đây là một chương trình song ca. Cho nên anh Thư và Học, cô hy vọng rằng dù các con về đội của ai đi chăng nữa thì các cô chú cũng sẽ cố gắng giúp đỡ cho con để con có thể đi đến bước cuối cùng của chương trình này, được không? Con cảm ơn cô. Chúc mừng con rất là nhiều. Rồi bây giờ là các anh chị có muốn nói gì không ạ? Em không nói nữa rồi đó. Thực ra là tụi con hát xong cô chú hơi hoang mang. Hoang mang ở đây không phải là tụi con hát dở hát gì mà tụi con hát làm cho chú. Khi mà chú gạt cần á thì chú nghĩ là phải làm cái gì cho tụi con. Tại vì là hát một cái tiết mục xong á thì lại mình cái kiểu là mình phải ngay lập tức mình phải là tư duy liền là với hai bé này mà về đội mình á, mình sẽ cho các bé những cái bài học gì và dạy tụi con sao để tụi con tốt hơn. Cái đó là làm cho cô chú phải suy nghĩ rất là nhiều. Bởi vì về bản chất giọng á, tụi con đã có giọng rồi, tụi con là hai người hát với nhau đã rất là hay rồi. Nhưng làm sao để mà mình có thể là phát huy ra được những cái điểm mạnh của mình giấu đi những cái điểm mà không tốt của mình á, thì cái đó là cô chú phải suy nghĩ hơn rất là nhiều. Nhưng mà hy vọng là nếu mà tụi con về đội của cô chú á thì cái việc mà mình tìm hiểu và kiểu như là tìm bài giống như là dàn dựng cho tụi con nó sẽ có nhiều cái idea nhiều hơn. Còn bây giờ nói thiệt nha, chú vẫn đang kiểu suy nghĩ rất là nhiều, không biết là về là phải làm gì. Tụi con gây cho chú hơi bị hoang mang cái chuyện đó đó. Con có về đội của ba mẹ đi hay không đi nữa thì tụi con vẫn là con của ba mẹ thôi. Tụi con ôm cái được không? Thương lắm. Thương lắm. Nhỏ nhà này nè, đi chơi thích tối ngày cứ lên mạng hoài. Ba đóng tiền mạng tốn tiền hoài vì con luôn á, nhưng mà nó thương á, ẩm cái thương bây giờ ơi. Đó, con ẩm còn hơn. Rồi bây giờ vừa sân khấu lại hai cho tụi con. Bây giờ tụi mình về. Cô Hà chỉ nói nốt một điều thôi là khi mà cô bấm nút để chọn không phải là vì cô biết con, mà là vì sao? Là vì trong đội của cô chú chưa có chất giọng như của hai con. Và cô chú đang tìm kiếm. Sau khi nghe các con hát xong thì cô chú đã chọn. Đừng lo là việc là sẽ làm thế nào với các con như chú Duy nói, vì trong đầu cô thì đã có suy nghĩ dành cho hai con rồi. Đấy là tất cả những điều mà cô muốn nói. Và mong rằng hai con sẽ chọn về đội của cô. Vì cô thích ai thì cô mới nói nhiều như thế. Nhưng mà thật ra không phải là mình gạt, là bởi vì mình biết hai bé. Lúc mình gạt là cái màn vẫn đóng mà, đúng không con? Rồi quyết định nha, bây giờ là cô chú về. Ở sau hậu trường thì là con muốn rất là muốn về chọn về đội của cô Hòa, và em Anh Thư thì là lại muốn về chọn của đội của chú Thanh Duy. Không ai chọn tôi hết. Trong hậu trường thôi anh, bây giờ thôi. bước ra sân khấu nhiều khi bây là chọn tôi chơi quảnh tù xì luôn rồi kìa. 1, 2. Thôi bàn đi con ạ. Bàn lại với nhau đi. Không ạ, ở của bọn con là người thua được quyền chọn ạ. Đây là về đời Hòa rồi. Bọn con xin được ra quyết định ạ. Bọn con chọn về đội của cô Hòa Minh Di và chú Huynh Lập ạ. Chúc mừng hai thành viên rất là mạnh. Cảm ơn hai con rất là nhiều. Hai thành viên rất mạnh. Chúng ta lại là về một gia đình nha. Cảm ơn con.
rung. Con trình diễn rất là tốt, rất là thành công luôn. Bằng chứng là đã có nè chú Minh Lập, cô Hòa Minzy nè, và chú Thanh Duy với cô Khả Như đã bấm chọn hai con rồi. Thế tại mà sao cô không chọn? Tại vì thật sự là đội của Trung và Nhi đã có cái màu như vậy rồi. Đúng giờ rồi. Nếu mà mời tụi con về mà lỡ mà vô dòng sao mà lỗi tụi con thì cũng sự là rất là tiếc. Nên là chú biết được kia là bên của chú Thanh Duy chưa có cái màu này. Ừ. Và giọng hát của bạn Nam là rất hợp với lại Thanh Duy. Trời ơi, nãy giờ gì anh Trung nói câu này đúng quá. Chính xác. Trời ơi, anh Duy phiên bản Nhi. Bây giờ chúng ta sẽ nghe hai bé giới thiệu về bản thân mình trước đi ha. Giờ bây giờ con gái đi, con gái con giới thiệu về bản thân đi. Dạ, con tên là Phạm Thị Kha Thi, con đến từ Củ Chi. Con còn biết hát giọng cổ, bolero, dân ca và nhạc rock nữa ạ. Wow. Wow. Thôi không cần thể hiện bây giờ đâu. Con gom hết rồi hả? Con tên là Trần Nhật Quang. À, con đến từ thành phố Huế. Con hát được bolero và nhạc Trịnh Công Sơn. Con ơi, thật sự thì khi mà nghe con hát, hai đứa vừa mới hát thôi là cô với chú Duy đã quyết định chọn. Và thật sự là đội của cô đang thiếu màu sắc này. Thật sự cô rất cần hai giọng hát này. Và cô rất mong khi mà con hát, khi bạn gái hát nè, cô Như nói trời sao mà hay quá. Mà khi bạn Nam hát nó trời, anh Thanh Duy nói trời ơi tôi hồi nhỏ nè. Chú nói thiệt nha, hát hay có rất là nhiều người hát hay. Nhưng mà khi mà một ca sĩ mà có thu hút được khán giả hay không là khi mà người đó bước lên sân khấu. Dù chỉ cần hát thôi, không cần diễn gì hết, mà người ta vẫn phải tập trung vô từng cái ánh mắt, từng cái cách biểu diễn của tụi con. Thì đó là một ca sĩ thành công. Và chú nhận thấy được ở tụi con có cái điều đó. Dù tụi con hát một cái bài rất là trữ tình, rất là lãng mạn, nhưng cả hai đứa đều diễn với nhau rất là ăn xâm. Có nghĩa là tụi con là có cái sự phân bố, chia câu với nhau rất là đàng hoàng. Ví dụ như cô này đang ngâm thơ là cái anh này anh sẽ đứng lại để anh nghe cô ấy ngâm thơ. Và ngược lại, khi mà con nói một cái câu nào đó, con hát một cái câu nào đó, cái cô bạn diễn của con cũng lắng nghe con hát. Cho nên là chú thấy là tụi con đã là một cặp rất là đẹp rồi. Chú sẽ không như là đội khác muốn tách rời tụi con đi đâu, mà tụi con sẽ là một cái gà chiến giữ tụi con ở cạnh nhau vào những cái tiết mục đặc biệt của tụi chú. Cảm ơn anh Thanh Duy. Nói thêm về bé này. Người Huệ. Trời, quý vị ơi, nói thật luôn á, Thanh Duy hồi cái tuổi này á là rất là thích đi hát. Giống như là ở nhà, ở quê á, mà là có những cái chương trình là rất là hay xung phong lên hát. Y như cậu này và... Nhưng mà anh Hạc, anh cỏ bực quá. Anh Hạc là anh cũng như cô bé này. Cứ cái tay nó cứ như thế này này, nó cứ như mùa và hạt cái dòng hạt nó cứ buông xá ra. Đó, cứ như thế. Con rất là giọng chủ ngày xưa, cho nên là hy vọng về đội. Về với đội cô chủ đi con ạ. Làm mình giống như là mình bắt bài nhau rất là dễ vậy đó. Mình bắt bài nhau dễ thì về đội chú mình sẽ có nhiều đất để mà mình phát huy cái khả năng của mình. Đó. Cảm ơn chú Thanh Duy và cô Khả Như. Chú, bây giờ đến với cô Hòa Minzy với lại chú Quỳnh Lập nè. Con ơi, nói về đất diễn
Nói về cơ hội thì đội nào cũng có dành cho tụi con hết. Mà cái vấn đề bên đây á là ở đâu cũng có những cái chuyên môn để mà có thể trao dò cho con. Và bên cạnh đó thì hồi nãy trong cái đoạn hát có một cái đoạn giao lưu với nhau bằng một câu thoại, và con đã thể hiện cái điều đó. Sau cơn mưa người chờ mong tình thương, đêm đêm trăng dài đôi nương. Nhưng chú góp ý chỗ đó nó chưa có mượt mà nha, về ra đi chú sẽ giúp con trau dồi thêm về mặt diễn xuất để con có thể thổi hồn vào những câu thoại để cho tụi con có thể thỏa mãn được hết tất cả những cung bậc cảm xúc. Những lúc nào con hát, những lúc nào con không hát, nhưng mà con vẫn có thể truyền tải được tình cảm trong bài hát đến với khán giả. Còn đối với cô Hòa ấy, thì các con vào đội nào thì các con cũng sẽ phải tìm ra người hát song ca với mình hay nhất. Bởi vì vậy hãy lựa chọn đi, đội của chú Thanh Duy cũng rất tốt cho con, và đội của cô chắc chắn là sẽ làm điều tốt nhất. Và bên đây chú vẫn có cái này cho con. Ây cha, ủa sao, ủa đâu vậy ta? Trời đất ơi, trời rơi xuống đây con gói lộ. Dễ thương quá trời luôn, không biết ở đâu ra vậy ta. Không biết là bé nào thích khỉ, bé nào thích Doraemon nha. Đừng có làm được cái lấy. Hai đứa cái mặt không có vui, thì đưa hai con này ra nó không thích. Đâu còn người thích đâu. Thật ra đó là cái sự yêu thương thôi. Với cái vấn đề là nói những cái gì, chú thương con, cô thương con, ai cũng nói được. Nhưng mà gấu ở đây chỉ có một mình chú nha con. Yeah. Cảm ơn chú đi. Cảm ơn chú. Chú tin là hai con không phải là hai người đam mê vật chất. Bây giờ quan trọng nhất là con nghĩ là về đội nào vui hơn thôi. Cô có ý kiến đúng như rồi. Thế này. Vui thì gấu bông mà con đang cầm trên tay á. Gấu bông kia mà làm gì không vui. Như thế này nè, khi mà con được yêu thích rồi á, gấu gặp nhà nghe con. Nên về đội cô chú sẽ làm cho con được yêu thích nhất. Đó, thấy chưa? Đó là nãy giờ những cái gì mà tình cảm của bốn cô chú dành cho hai con. Và nhiệm vụ hai con bây giờ nè là gấu bông này mình cầm nhưng mà mình quên đi những cái gì mọi người nãy giờ nói đó. Con thấy chú Thanh Duy và cô Khả Như nè, hay là cô Hòa Minzy với lại chú Huỳnh Lập, ai là cái người mà hai tụi con cảm thấy là mình nên về cái đội đó, thì hai con sẽ có thời gian hội ý với nhau và đưa ra cái quyết định cuối cùng, chọn về một đội huấn luyện viên duy nhất. Rồi, chuẩn bị nha. 1, 2, 3, xin mời hai con lựa chọn. Bên nào? Phải, trái, trái, phải, phải, trái, trái, phải, phải, trái, trái, phải. Đứng đi. Cảm ơn chú. Thanh sao Duy, MC Diệu Nhi dạ chúc mừng gia đình. Ok, mừng quá. Cảm mình ghe một cái đội mình ghe một cái nha. 1, 2, 3 yeah, thank you. Ok dạ gì vậy em, người ta về rồi. Gấu đó hai hai con trăm ngàn. Em hay vậy quá, em thái một các bé hai con trăm ngàn. Bé nè, bên đây đưa lại trăm trăm bốn đi, trăm bốn luôn. Em biết sao thí sinh không chọn bé không? Sao vậy? Tại em chơi em hay đòi quà quá. Đâu có, em chưa hề đòi, em chưa hề đòi. Không có, anh đi về đi kìa, kìa an ủi đồng đội đi kìa, vừa mất tiền mà vừa không có thí sinh kìa. Ủa em nãy giờ em ngồi đây vui không? Ủa chương trình đang quay hả? Trời ơi vui quá, mọi người vui vẻ nhau quá. Trời ơi em giống bị đang nhắc quá là phơi. Sự là một cái nhân tố mà Thanh Duy với Khả Như đã tìm kiếm từ đầu tới giờ, một cái giọng ca mà mang rất là nhiều những cái năng lượng tích cực con biết cho không? Mọi người. Con hát mà nó cao mà nó thấp, nó cao. Chị ơi, chị thấp. Cao thấp là đúng trong nốt rồi, nhưng mà sao nào? Nó rất cao thấp luôn á. Nó rất cao nhưng mà nó rất là trầm ấm đúng không chị? Cao thấp lắm. Vâng. Con ơi, giới thiệu tí xíu đi cho hai cô chú chọn mình biết mình là ai đi nào. Con tên là Lê Ngọc Lan Anh, năm nay con 9 tuổi, con đến từ thành phố Vĩnh Long. Trời ơi, cô chú có tự hào về con không? Chứ nãy giờ Minh Sư thấy là rất là nhiều cái sự tự hào thông qua giọng hát của con quá. Tại vì là như là một cái vấn đề của rất là nhiều những bạn nhỏ, là khi mà các bạn hát những cái bài mà cao á thì các bạn thường phô ra cái giọng của hay mình rền yeah, đúng hay, rồi, đúng rồi. Hay rền, nhưng cái cô bé này được một cái là có cái giọng trong sáng trong... Và khi mà cái tiếng hát nó vút cao lên á, nó thực sự là nó lôi cuốn cho tất cả mọi người. Cảm ơn con đã hát một bài hát rất là hay ngày hôm nay, cảm ơn con nhiều. Và cả cảm ơn ban nhạc nữa, ban nhạc đã đánh một cái bài hát mà nghe nó
đã trong tim vậy á. Em thì em nghĩ là chúng ta nên vỗ tay nhiều hơn nữa cho giám đốc âm nhạc anh Minh Vi ạ, nhạc sĩ Minh Vi mà hỗ trợ với tất cả các con nữa. Cảm ơn con, mà sao con thấy con hoang mang quá vậy? Con không vui về đội cô chú hả? Con bé ơi, con có vui không? Vui không? Vui sao mặt con buồn quá vậy? Đang con cười lên. Cái né con vậy á, cái né con vui vậy luôn. Con cười lên đi. Giờ con cười ha 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 đi. Có kiểu không ạ? Cái bài này của chú gì? Mấy cô chú có nhận xét gì về phần biểu diễn vừa rồi không? Cho em đó nhận xét đi. Mà đi. Vì thật sự xin lỗi anh Duy, nhưng em rất thích dòng nhạc này. Và khi mà anh bấm chọn bé thì em cảm thấy rất là vui. Đây là dòng nhạc thiên về thính phòng của miền Bắc. Nếu mà anh Duy cần sự giúp đỡ gì từ em thì em rất sẵn lòng. Cảm ơn Hòa. Dạ. Tại vì chắc chắn rồi. Có những cái nốt, mặc dù anh Duy đã chia sẻ với em là anh đang cần tìm kiếm một cái giọng hát mà nghe là người ta cảm thấy rất là thoải mái, thì đây là giọng hát như thế. Nhưng mà tất nhiên khi mà bé muốn thành công thì mình vẫn phải chỉnh, đúng không ạ? Đúng chỉnh, rồi. Ví dụ như là người xin một lần khi năm, thì bình thường người ta sẽ hát đoạn đó là năm xuống, nhưng mà bé sẽ hát là năm xuống cùng anh em. Đấy, em rất muốn chỉnh một ít ít đấy thì thôi. Cái đó là mình sẽ chỉnh. Dạ, cái, mong anh nhưng mà sẽ... nói về chung á, nói dạ. về chung thì cô Hòa nói đó. Không sai nha con. Tức là cô Hòa đang đi rất là sâu vào những cái chi tiết nhỏ xíu, nhỏ xíu. Mà để làm gì? Để cho con biết được cái khuyết điểm của mình ở đâu. Và cả chú, cô Hòa nhớ là cô Hòa phải hứa là cô Hòa sẽ giúp đỡ cái chú. Nhờ Thành mà Duy. Em bận là em mong, biết mong anh Duy và chị Như sẽ cho em cơ hội để giúp đỡ bé. Yeah, sẵn lòng. Cảm ơn cô Hòa đi. Cảm ơn cô Hòa. Chú phát biểu cảm nghĩ một chút xíu là khi mà chú nghe cái bài này, ban đầu chú lại băn khoăn bởi vì nó là một bài hát, nó mang tâm hồn của một người trưởng thành. Ừ. Nó mang một tâm hồn của một cái người là phải hy sinh cho đất nước, phải hy sinh cho cuộc sống. Thì tự nhiên chú lại bị đóng đinh vào trong đầu. À, nếu như các bé hát thì các bé cũng phải mang cái màu sắc đó để thể hiện được tinh thần vốn có của cái bài này. Càng về sau cái bất dần dần chú mới ngộ ra được một điều. Không thể nào bắt các con như vậy được. Con nhìn bằng mọi thứ một cách trong sáng. Đúng. Thì con sẽ thể hiện bài hát này một cách trong sáng. Không thể trách anh Lập trong cái tình huống này được. Bởi vì mọi người biết sao không ạ? Cái này có lẽ bởi vì anh Lập sẽ ít nghe thể loại dòng nhạc này. Nhưng mà cái nội dung của bài hát này á, nó là hoa, nó là lá, chính nó xác. Là mây, thì nó là đó, cây. Thì anh mới nói rằng là bây giờ càng về sau chú mới ngộ ra một điều là cái cách mà con đang sử dụng cái chất liệu tâm hồn của con hoàn toàn vẫn phù hợp với bài hát này. Và chú chỉ có một cái lấn cấn một chút xíu thôi. Có nghĩa là từng chữ của con á, nó bị ngắt. Nó thì không đó. Có một cái sự liên kết đúng giữa rồi, những rồi. Cái từ ngữ trong cái bài hát với nhau. Ví dụ như là 1, 2, 3. Còn con là 1, 2, 3. À, không, cái này cho Thanh Duy chống lại một xíu. Cho anh chống một xíu. Cái là cách xử lý của từng ca sĩ. Có những người họ sẽ thích kiểu legato êm đềm như vậy. Nhưng mà sẽ có những người họ biết cách để mà họ nhấn vô từng chữ như vậy. Thì với con thì chắc chắn là chú Lập nói vậy cũng không sai con. Chú Lập nghe theo kiểu của chú Lập thường nghe. Nhưng mà chú yên Lập tâm nghe là... theo kiểu cổ điển á. Hơi cổ điển một đó. Chút xíu. Nhưng mà con yên tâm đi, con về đội cô chú là có luôn sự ủng hộ của chú Lập với cô Hòa. Cho nên là mọi người sẽ dạy cho con những gì mọi người thích. Sao mà... anh chú? À, cái giọng hát của con á, theo chú nhìn thấy nó giống như là một bức tranh vẽ vậy đó. Rất là đẹp. À, nhưng mà khi mà con về với đội của chú Duy đó, chú Duy sẽ tô màu thêm cho con nữa. Để bức tranh đó càng thêm hoàn mỹ đúng, hơn nữa. Bây giờ con đang mặc một cái áo đầm màu trắng thì cô chú sẽ cho con một tí xíu màu hồng của cô chú. Rồi. Để cho mình đẹp hơn. Chúc mừng. Yeah, nói câu slogan của đội liền. Có Thanh Duy và Khải Như thì không việc gì phải sợ. Chúc mừng. Sợ luôn kìa. Con bé nó né đó anh. Sợ luôn. Sợ quá hả con, thôi bây giờ mình về. Chúc mừng gia đình. Mình về mình chuẩn bị nha. Chúc mừng gia đình mình nha. Chị Như tấp vô. Mẹ ơi, con mới xong việc, đã lâu con chưa gọi về. Nhà ta thế nào, cha có đỡ đâu nguồn không? Mùa đông đã sang rồi, mẹ nhóm thang ấm cha ngồi, để với gió rét bên trời. Mẹ bên đây tuyết rơi nhiều, lê chân về sau cả chiều. Ở nơi xứ người cũng mây sông chung mấy anh em, chỉ lúc trăng im
bình. Bạn con nó khóc một mình, làm ai cũng nhớ gia đình. Người chưa biết quê ta nghèo, chỉ mơ bước đi muôn nẻo, thả đôi cánh bay sao hoài ở nước ngoài. Giờ con đã nơi này, cuộc sống khác xa quá vậy, chỉ mong bất lo tương lai. Vì con đi kiếm đồng tiền cho tôi ngày sau bần tiện, nên xin mẹ chớ buồn phiền. Rồi người ta nói đời nên khi biết con thấy trời vời, tuổi xuân có mây hồi ta phương nói trôi sông đời, nên con nào dám nặng lời. Mẹ chớ nghĩ ngợi, bên này chúng con mến thương nhau. Một mai nắng xanh trời rơi nơi nương nâu một thời, về trong đôi mắt xa. Giới thiệu về mình cho cô chú cùng biết nào. Dạ, con tên là Mai Khôi ạ. Mai Khôi, thế con bao nhiêu tuổi, con đến từ đâu? Dạ, năm nay con 11 tuổi và con đến từ Bình Dương ạ. Cô bé này thấy được cái sự bình tĩnh của cô ấy, có nghĩa là khi mà mình không chọn vẫn lịch sự, vẫn rất là thoải mái. Thế thì con khi mà con đến đây, cái tâm lý của con á, ai cũng muốn đậu đúng không, ai cũng muốn được chọn đúng không? Nhưng mà khi mà không được chọn á, thì con có bao giờ con nghĩ là nếu như mà không được chọn thì con sẽ làm gì không? Dạ, nếu không được chọn thì con cố gắng lần sau để được chọn ạ. Thấy chưa? Quá, rất là lạc quan. Tinh thần rất tích cực. Hoan nghênh con. Nhưng mà Mai Khôi ơi, cô Diệu Nhi muốn hỏi con á là ngoài cái dòng nhạc này nè, thì con còn biết hát những cái dòng nhạc khác, những cái thể loại nhạc khác không? Dạ thưa cô, là ngoài dòng nhạc này ra thì con có thể hát dòng nhạc dân ca đương đại, pop ballad hoặc là nhạc trẻ, và con cũng có thể hát được nhạc rock ạ. Cái bài hát nào mà con tự tin nhất, cô mà, tự con tin mà con thường thoải hát mái nhất? Cái bài nào con hay hát cả nhà nhé, con chú thích hồi nãy nhất. Giờ á, chú nghe cái bài đó mà chú đang cần một sự đột phá hơn của con nữa. Chú rất là tiếc, bây giờ con chỉ cần thể hiện một bài nào nữa, có thể chú lựa chọn liền. Rồi, bé xin hát bài về dân tơ ạ. Dân tơ, tơ dân, tan tình con nhện. Tơ dân, dân tơ, tan tình con nhện. Dọc ngang tơ lòng một vòng âm dương, sinh ba năm xôi sinh ông hữu diệu, đàn cho chiếc kiệu chàng cho ngựa tiếng. Về đêm trăng tròn ngũ hành bát quái, đi hết một vòng âm dương. Một
vòng cong cong vương chút tơ lòng ý mà đời chờ người chi âm ô mấy tan tình ta. Ok, cảm ơn con. Cảm ơn con rất là nhiều. Sao vậy chú Trung? Ba đội đều không chọn con, nhưng chú vẫn còn cái điều gì đó ấm ức. Chú nghĩ là con sẽ làm được tốt hơn như vậy nữa, nên bây giờ chú sẽ cho con một cơ hội, và chú sẽ cố gắng phát huy tài năng của con đạt đến tột đỉnh luôn. Con phải nhớ vô vòng trong, con phải cố gắng hết mình nghe không con? Nhớ nha, chú chọn con. Chèo bánh chèo. Yeah, xin chúc mừng. Cô chú đón con đi nè. Trời ơi, mà dễ thương vậy. Về chú Trung sẽ chỉ con từ từ nha, không sao. Cảm ơn con. Cho ngày xuân tới để cho tia nắng ấm áp nhẹ du trên khung cửa trước hiên nhà người đã xa. Từng ô cửa khép đang dần thức giấc, chờ mong ngày mai kia đang tới nhẹ bước chân. Vào đây tôi cho tôi ngẩn ngơ, cho tôi từng phút mong chờ ngày sắp quay. À, 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 thời gian chậm bước căn nhỏ hoang vắng. Từng giây từng phút ngồi trong ngắm, hình mong anh chưa về. Để ai có ngang qua một sớm mai, cho tôi gửi cơn mê dài. Dòng mây cứ trôi, gọi nắng dần phai. Còn tôi đợi em chờ em hỏi không thấy. Trên tôi vẽ nắng vàng, gửi đêm gió ngàn, mang em quay về. Trên tôi viết nốt nhạc, gửi đêm phiêm đàn, nhớ tôi nhớ em. Cho tia nắng ấm áp nhẹ du trên khung cửa trước hiên nhà ngày đã xa. Từ ô cửa khép đang dần thức giấc, chờ mong ngày mai kia đang tới nhẹ bước chân qua thềm. Chờ tôi vẽ nắng vàng, gửi đêm gió ngàn, mang em quay về. Chờ tôi viết sao tự nhiên mở màn vừa mới mở ra cái là anh Hồ Việt Trung ảnh hoang mang và ảnh dấp té luôn. Tại anh không ngờ là cái phong thủy màu vàng nó cuốn hút như vậy. Một tràng pháo tay dành cho team vàng. Chú là chú muốn chọn con rồi mà chú do dự đó, thì chú Duy mới qua nói câu này nè. Hồi nãy anh có một bé gái rồi bây giờ anh chọn bé nam này về hai đứa hát là hợp luôn. Vừa mở ra trời ơi té xỉu hết hồn. Không thật sự giọng của con rất là nội lực. Hồi nãy là cô chú cũng tưởng là giọng con trai. Rồi bây giờ con giới thiệu về bản thân mình đi. Con tên là Trần Vũ Bảo Ngọc, năm nay con 13 tuổi và con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Giọng con rất là khỏe, rất là dày luôn á. Hồi nãy chú Trung này cũng bất ngờ hết hồn hết vía rồi. Chú hết hồn, nhưng mà phải nói là rất là thích giọng thôi, của con. Thôi nhưng mà thật sự là
chúc mừng đội của Diệu Nhi và Hùng Việt Trung, bởi vì bạn này quá nội lực, thật tuyệt vời luôn. Rất là nội lực. Với cả không hiểu sao mà lại cứ màu vàng. Thế về là sao? Màu vàng phong thủy như nào? Wow, chắc không biết sao nữa, thật sự luôn á. Bốn cô chú còn lại có lời nào góp ý cho con không? Để sau này con sẽ rút kinh nghiệm. Thôi một chút xíu góp ý thì như thế này ha. Con trình diễn vừa rồi á. Đúng rồi, ngoài cái giọng hát nội lực thì